Vô lại coi rõ không Tiên? Mấy chị vô lại giùm em nha. Hồi nãy chắc mạng nó hơi yếu hay sao. Hàng Mỹ về nè mấy chị ơi. Được chưa? Đó, hàng về nè. Em có cái biên nhận luôn ha. Biên nhận giao nhận hàng của Việt Air Cargo nè, gửi ở bên bển là hôm ngày 14 tháng 5 năm 2020 nha mấy chị ơi. Thì hôm nay ngày 25 hàng nó mới về, là tính ra đi khoảng 11 ngày nha. Đi 11 ngày. Đó, cái Việt Air Cargo này nó có chi nhánh tại Việt Nam nè. Chị nào mà muốn gửi hàng mà ở Việt Nam qua Mỹ, mình có thể mình tới cái chi nhánh này mình gửi. Còn chi nhánh tại Mỹ mà gửi về Việt Nam nè mấy chị. Đó là ở 1202 đường Story ở bang San Jose, bang Cali ha. Ở thành phố San Jose, bang Cali. Rồi cái này là địa chỉ người gửi bên đó nè. Rồi gửi về địa chỉ em 197/43 Nguyễn Thị Nhỏ nè. Thì cái đợt này hàng mình về nó có Bắc Hồng Sâm á, là nước nước Hồng Sâm á mấy chị. Rồi có vitamin nè, có mật ong, có nấm ha. Nấm thì coi như khách dặn hàng. Đó, thì mấy cái thùng hàng như vậy. Vitamin thì cái collagen này nó cũng được tính là vitamin nha mấy chị. Collagen nè, collagen nước về luôn rồi nè. Thì chị nào dặn hàng em là cái gì là có cái đó hết ha. Dặn hàng em cái gì là có cái đó hết. Mật ong Mỹ nè mấy chị. Mua tại siêu thị Costco luôn ha. Mua tại siêu thị Costco luôn. Đó, mật ong Mỹ của hãng Kitland nha. Hàng organic nè. 100%. Đó. Được cái hiệp hội của USDA Organic. Cái gì đây công nhận nè. Em quay ở phía sau thành phần nè. Đó. Giá mật ong là 260.000 một lọ nha mấy chị ơi. 260.000 một lọ. Một lọ của nó là 680 g. Đợt này về chỉ có 12 hũ thôi. 12 hũ thôi. Do đó chị nào đặt hàng thì báo em ha. Fish oil em cũng về hàng luôn rồi nha. Fish oil là viên bổ sung omega 3 á. Bổ sung omega 3 nè mấy chị. Đó, fish oil em cũng về hàng luôn rồi. Giá là 300 mấy. 380 nha mấy chị ơi. 380. Fish oil nè, nó có 200 viên nha, một ngày mình sử dụng 2 viên. Ủa? Fish oil như mày nói lại chứ tầm bậy nè. Con khùng khùng nữa. Fish oil là 520 nha mấy chị ơi. Chị hỏi dầu cá như tự nhiên ngồi trả lời 300 mấy mày. Fish oil là 520 nha mấy chị ơi. Fish oil là 520, một ngày mình sử dụng 2 viên ha. Một ngày mình sử dụng 2 viên. Dạ em chào chị Lê Huyền. Ủa sao em không thấy mấy chị nào hết trơn vậy? Lát nữa em có like thảm nữa đó, mấy chị lên xem like với em với. Đó. Fish oil nè, 520 nha. Cái fish oil này mình uống hàng ngày luôn mấy chị. Rồi ok chị Canh Phạm nha. Sâm có nè. Sâm em về được 5 thùng. Sâm có nè. Cho chị một thùng ha. Sâm này một thùng là 1 triệu không trăm, 1 triệu mấy, 1 triệu không trăm 50 đúng không? 1 triệu không trăm 50 nha. Cái sâm này là sâm của Hàn Quốc mấy chị, nhưng mà nhập từ Mỹ nha. Tại vì nhập từ Mỹ á, là cái siêu thị sỉ nó rẻ hơn. Còn mua tại Hàn Quốc á, thì chị em chỉ mua giá lẻ nó mắc hơn. Thuốc giải độc gan phải đặt à chị ơi, chứ em không có nhập về linh tinh đâu. Tại vì hàng Mỹ rồi em không có bán ấy, em chỉ nhập về thôi. Ví dụ như chị nào dặn hàng thì cọc cho em, xong rồi em nhập về thôi. Vitamin E là giá là 550 nha chị ơi. Vitamin E về luôn rồi nè. Giá là 550, một hũ là 500 viên. Một ngày mình chỉ sử dụng một viên thôi nha mấy chị ơi. Cái date của nó tháng 12 năm 2023 nè. Một ngày mình sử dụng một viên thôi. Giá là 550 nha. Đó. Hôm bữa trước có mấy chị hỏi em là hàng Mỹ sao mà giá cao vậy đó. Thì em cũng giải thích cho mấy chị luôn. Em cũng giải thích. Nói chung là phải đặt hàng chị ơi. Chị Lê Huyền ơi, thuốc ngủ ngon thì bình thường em có, nhưng mà em bán rất là chậm. Thành thử là coi như là em chỉ nhận đặt hàng thôi, chứ hàng có sẵn thì không có. Thì em cũng nói luôn. Cái này là coi như em gái của em thì nó ở là bang San Jose, ở bang Cali mấy chị. Thì ở Cali nó đánh thuế, ví dụ như giống cái thuế mà VAT của mình á, thuế giá trị gia tăng của mình là 10% đúng không? Thì ở bên đó nó đóng là 9, mấy phần trăm á, 9,3, 9,7 gì em bữa em nó nói mà quên rồi.
có những cái bang khác nó đánh thuế chỉ có 6 chấm mấy% thôi đó. Thì ở cái bang Cali này nè, cái chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn những cái chỗ khác. Em nói rồi chị Lê Huyền ơi, có nghĩa là chị đặt cái món gì mà không có trong cái danh sách của em là phải đặt hàng, chứ em không có sẵn. Collagen nước là 800 đúng không Ngọc? 800 chị Thắng Hạnh ơi. Thì em cũng nói luôn rồi, nói chung là thuận mua vừa bán. Mà mấy chị em đâu có biết bao nhiêu đâu mà đặt chị. Giải độc gan em đâu có biết bao nhiêu đâu, em đâu có bán hàng đó đâu, nên em không có biết cái giá bao nhiêu hết trơn á. Mấy chị ơi, thuốc đặt á, em không có sẵn là em không biết giá nha. Những cái hàng nào em đã bán qua thì em biết giá, còn những cái hàng mà em chưa bán qua mà mấy chị đặt hàng thì em không có biết giá. Em không có biết giá. Đó. Thì hàng em là đi về bằng đường bay hết. Như cái bên này nè, nó gửi là hôm ngày 14 tháng 5 nè mấy chị. Thì hôm nay mình mới nhận được hàng nè. Tại vì hàng Mỹ gửi về mấy chị là nó phải nằm ở trong sân bay nội. Mà cái mà thông quan không là đã mất 4-5 ngày rồi. Thông quan đợt này là hơi bị lâu nè. Thông quan đợt này là hơi bị lâu, là coi như tới mấy ngày mới ra hàng luôn đó. Thì em có nói mấy chị về bằng đường bay. Em không, hôm bữa giờ mấy chị cứ hối em cái chai glucosamine mà dạng nước này để trị viêm khớp nè. Nhưng mà em bán không bao giờ mà cái chuyện mà cứ ví dụ như mấy chị đặt hàng rồi xong rồi đi ra ở hàng Mỹ, ở Việt Nam mình nhiều lắm. Bán đại trà luôn á, mấy chị muốn mua bao nhiêu cũng có hết trơn á. Nhưng mà em là coi như người thật việc thật, là cứ con em gái nó mua nó gửi về thì ok, mình biết hàng của mình. Chứ còn mà hàng Mỹ nó có dăm bảy loại, nó có nhiều loại lắm. Thì cái giá nó thì mấy chị thuận mua vừa bán thôi. Ví dụ như mấy chị thấy giá đó mấy chị chấp nhận được thì mấy chị mua, chứ em không có ép. Chứ có nhiều chị xong rồi đặt hàng xong rồi đi coi chỗ nào đó giá rẻ hơn, rồi hàng từ Mỹ gửi về mà mấy cái món này thì em còn bán được. Chứ mấy chị đặt mà mấy cái hàng mà coi như mà em bán chậm á, ví dụ như là thuốc này thuốc kia rồi đó, thì thuốc tiểu đường rồi đó, thì bên em không có chuyên, thì mấy chị đặt về rồi mấy chị đem không lấy á, thì rất là tội nghiệp em phải ôm cái hàng đó, mà hàng này là hàng có đát nữa nha. Rồi, nói chung là em bán cái giá mềm chứ không có cao đâu. Thì so với cái chi phí em gửi về thì bán thì phải có lời. Thì coi như về em cộng hết tất cả các chi phí lại, xong rồi em cộng lên chút đỉnh tiền lời nữa thôi. Chứ bán mà không lời bán làm gì mấy chị, đúng không? Cái này thì giá là 850 nha. Glucosamine nước nè, là về luôn rồi ha. Về luôn rồi, hình như về 5-7 lọ gì, không biết còn dư hay không á. Mấy chị đặt nhiều lắm. Rồi glucosamine viên cũng về nữa luôn nữa nè. Vitamin E là 550 ha. Đây nè, glucosamine viên cũng về luôn rồi nha mấy chị. Glucosamine viên nè, một hũ của nó là 375 viên. Một ngày mình uống ha. Giấy thơm không có chị Xuân Nguyễn ơi, giấy thơm đợt này em không có về. Một ngày mình uống 2 viên nè. Đó, một ngày mình uống 2 viên. Thì chị nào ví dụ như đang đau nhức khớp thì mình uống cái dạng nước đi cho nó giảm đau, nó đỡ đau đi. Rồi bắt đầu mình uống phòng ngừa thì mình uống qua cái dạng viên nó sẽ rẻ hơn. Dạng viên thì giá là 650 một hũ ha, 680 một hũ chứ. 680.000 một hũ là 375 viên. Còn cái chai glucosamine nước thì mình uống chỉ trong vòng 1 tháng thôi, tại vì nó là 1000ml. 1000ml, một ngày mình uống 30ml thì tính ra là mình uống được 1 tháng á. Đó thì cái này là 850. Cái này mình uống được 1 tháng, còn cái này thì mình uống hơn nè. Mình uống tới mấy tháng rồi? Hình như 375 cho xem 400 tính rợ đi cho nhanh ha. Thì uống được tới 3 tháng mấy rồi. Rồi cái bộ não em về hàng luôn ha. Cái bộ não hàng của Mỹ Gingo Biloba, mà cái hàm lượng của nó là 120mg nè mấy chị. Thì em về luôn. Thì cái giá của nó là bộ não này như 650 đúng không Ngọc? 650 mà đợt này nó có giảm giá, đợt này nó có sale á mấy chị. Cái bộ não đợt này nó có sale, hình như giá là còn có 600 mà. Cái bộ não đợt này nó có giảm giá là giá còn 600 đó. Nó có mấy lọ thôi, tại vì là hàng mà hàng giảm á mấy chị, thì coi như là nó giới hạn cái lượng mua đó, nên đợt này mua ít nha. Tháng 9, cái date của nó tháng 9 năm 2022 nè. Thì cái bộ não này thì cái date của nó là nó đang sale á, giá còn 600 mà số lượng được có mấy lọ mấy chị, được hình như 5-6 lọ gì à. Được có 5-6 lọ gì nha. Rồi. Đó, rồi xăm là một thùng là 1.050.000 ha.
À nó có cái chai nước hoa hồng nè mấy chị, ở bên đó em không biết là có bán được hay không á, thành thử nó cũng cứ gửi về luôn nè. Cái chai nước hoa hồng này á, thì giá đang sale là còn 130 ngàn một chai á. Một chai là 89 ml nha. Một chai là 89 ml. Cái này nước hoa hồng nha. Nó hay một cái là nó dạng xịt mấy chị. Nó dạng xịt. Còn nước hoa hồng bình thường á, mình phải đổ ra cái bông tẩy trang rồi mình mới 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 bôi lên mặt ha, thì coi như là nó bất tiện. Còn cái này là nó xịt thẳng vô mặt luôn, y chang như cái chai xịt khoáng đó. Cái chai này là chai nước hoa hồng nha, alcohol free nè, là không có cồn luôn á mấy chị, 89 ml ha, giá là 130 ngàn đó, nước hoa hồng nè, có mấy chai thôi. Dạ rồi ok chị Phượng nha, là hai chai nước hoa hồng. Nước hoa hồng mình như có 5 chai à. Nước hoa hồng nè, mật ong là 260 ngàn một lọ chị ơi. Mật ong là 260 ngàn một lọ là 680 gram. Một lọ là 680 gram hàng Mỹ luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ la à, còn cái bên này là collagen mấy chị. Collagen nè, giá là 800 hả mấy chị ơi, giá là 800 ngàn collagen. Ở trong này nó có 30 ống nha, một ngày mình sử dụng một ống. Ở trong này nó có thành phần, nó có bổ sung thêm là biotin rồi cho mình luôn nè. Đó, chỉ có 25 kilo calo thôi. Calorie. Thuốc khớp viên chị để chắc hết hạn sử dụng rồi, còn uống được không? Chị hết lâu chưa? Chị hết lâu chưa? Thuốc cái thuốc thường thường thuốc của Mỹ á, quá cái đó sử dụng khoảng cỡ 1 tháng mình uống được. Nhưng mà quá mà chưa quá 1 tháng á, thì mình uống được. Ví dụ như vài ngày á, thì mình có thể mình uống được. Nhưng mà nó đã quá qua 1 tháng rồi á, là không nên sử dụng nữa nha chị ơi. Cái hàng mà hàng 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 thuốc rồi đó thì coi như là ví dụ như mỹ phẩm rồi cũng vậy. Nó quá đát chừng khoảng cỡ chừng 1 tháng đổ lại thôi thì ok. Chứ còn mà nó quá đát mà coi như qua 1 tháng rồi là tốt nhất là không nên sử dụng nha. Tại vì thuốc nó biến chất hết rồi. Rồi ok chị Huyền Trân nha. Bây giờ em like qua thảm bếp nha. Hàng về nhiều lắm, em quay sơ cho hàng về cho mấy chị coi nè. Thành thử là bây giờ là em sẽ like giờ nó khung giờ nó không có cố định nha mấy chị. Khung giờ nó không cố định. Nên là mấy chị cứ đón theo dõi nha, tại vì rảnh lúc nào là em sẽ like lúc đó liền, chứ để là hàng nhiều quá nó chật chỗ. Thảm về luôn rồi nè. Thảm về rồi nè. Đây là mấy cái thùng hàng gia dụng nè mấy chị, nguyên một cái thùng bự ơi là bự luôn. Cái thùng đó chắc phải ba mươi mấy 40 kg đó. Đó nguyên hai cái thùng bự nè, hàng nè. Đó rồi coi em, mấy chị cho đây hàng gia dụng về luôn nè, bình đun siêu tốc đồ gì là về hết luôn nè. Đây mấy cái thùng nè, kệ mỹ phẩm nè, em cho mấy chị coi. Cái bếp của em bây giờ không còn là cái bếp nữa. Đây mấy cái hàng quà tặng này coi như là ấy lắm. Đây đó, nguyên một nồi ở phía sau nè. Bây giờ là coi như không còn chỗ để mà nấu ăn, nấu uống gì phải đặt ngoài hết trơn. Mấy cái hàng khuyến mãi nè mấy chị. Hôm bữa trước em đi á, trời ơi, mấy cái này á, giá nó mềm mà coi như hàng chất lượng không à. Đó. Mấy cái hàng này nè, để cái hàng này thì coi như là trưa trưa em like nha. Em like, bây giờ em like thảm bếp trước cho nó qua. Cho nó qua xong rồi bắt đầu em sẽ xuống em like cái hàng này ha. Đây nè, mấy cái hũ này nè. Đó, rồi hàng coi như lóc and lóc rồi sinh hao đồ gì nó giao quá trời quá đất đây luôn. Rồi bây giờ em qua em ra trước em like thảm bếp cho mấy chị nha. Ê, có cái bị ngược sáng không ta? Bị ngược sáng rồi, bị ngược sáng rồi, để quay sáng lại. Nó bị ngược sáng rồi. Nó bị ngược sáng rồi, phải quay cái camera lại. Đẩy giùm chị cái thùng mấy gái. Em quay cái camera lại, nó đang bị ngược sáng rồi. Được rồi ha mấy chị. Cái bill hàng Mỹ em cắt cho. Cắt trong tủ.
Rồi em dơ mấy cái mẫu thảm lên xong rồi em đọc mã ha. Mấy chị chốt thảm thì mấy chị chốt theo mã giúp em nha. Chốt theo mã giúp em. Em sẽ like thảm bếp trước, xong rồi một lát nữa là sẽ like mấy cái hàng gia dụng ha. Cái này là nó là một chồng dài rồi một chồng ngắn ha. Đây mấy chị. Về rồi chị ơi, sâm ủa sâm mật ong chưa? Sâm mật ong là hàng Hàn Quốc, em về hàng Mỹ thôi. Em về hàng Mỹ, sâm mật ong là hàng Hàn Quốc rồi, cái sâm lát mật ong là hàng Hàn Quốc. Rồi đây mấy chị ơi, cái thảm này mấy chị chốt cho em á là thảm mã 1 đi ha. Chốt cho em là mã 1 nha. Làm sao em biết được cái mã 1? Cái này là mấy chị chốt cho em mã 1 nha. Cái thảm bếp ha mấy chị. 120.000 một set nha mấy chị. 120.000 một set. Một set của nó là gồm 2 tấm. Cái tấm này thì nó dài là 1m2 nha mấy chị ơi. Cái tấm này là nó dài là 1m2, chiều ngang của nó là 40. Còn cái tấm này thì chiều dài là 60, chiều ngang là 40 nha. Giá là 120.000 ha mấy chị. Cái thảm này là mã 1. Cái này là mã 1, mấy chị chốt cho em cái mã 1 nha. Hết rồi chị, cái nước hoa hồng Mỹ hết rồi. Cái nước hoa, cái gì nước tẩy trang ta, nước hoa hồng tẩy trang là sao không? Cái nước hoa hồng là nước hoa hồng, còn nước tẩy trang là nước tẩy trang nha chị ơi. Cái nước hoa hồng là nước hoa hồng, nước tẩy trang là nước tẩy trang nha. Chị lấy cái nước hoa hồng, ví dụ như trường hợp mà mình bí lắm, mình không có cái gì để tẩy trang thì mình lấy nước hoa hồng mình tẩy trang. Nhưng mà cái công dụng tẩy trang của nó là không có chuyên nghiệp nha. Không có chuyên. Chị mà cứ dùng thường xuyên cái nước hoa hồng mà chị tẩy trang là nó không có ấy đâu. Nó không có ra được hết ba cái sản phẩm mỹ phẩm trang điểm của mình đâu. Cái nước hoa hồng, cái công dụng của nó là thứ nhất là nó làm dịu da, thứ hai nữa nó làm sạch lại cái bước giống như là mình rửa mặt rồi xong á, thì coi như nó nhiều khi nó vẫn còn một chút cái dơ gì đó nó bám trên mặt mình á, thì nó sẽ làm sạch sâu lại và nó làm se khít lỗ chân lông. Chứ còn mà nói về mà cái công dụng chuyên tẩy trang thì nó là không có, nó không có có chuyên nha. Rồi chị nào lấy thảm bếp mã 1 thì chốt cho em mã 1 nha. Chị nào mã 1 thì chốt cho em mã 1 ha. Đó. Mã 1 giá là 120.000 một set nha mấy chị ơi. Một set của nó là 2 tấm cái thảm bếp nè. Cái thảm này nè. Bình thường cái bếp mình hình chữ L đúng không? Thì coi như là mình để như vậy nè. Mình để như vậy ha. Còn nếu như mà mấy chị không có muốn làm thảm bếp á, thì cái tấm này mình có thể mình để ở dưới cái giường ngủ của mình á. Để mình bước lên giường á mấy chị, thì coi như đi lên đi xuống giường á, thì mình giống như mình chà cái chân cho nó sạch lại á, cho cái giường mình nó khỏi bị dơ. Chị ơi, về số điện thoại mấy chị ơi. Khách mới đặt hàng kèm theo số điện thoại giúp em nha. Kèm theo số điện thoại giúp em, mấy chị không kèm theo số điện thoại em không có thể liên hệ được cho mấy chị. Đó, còn cái tấm này mấy chị có thể để trước cửa phòng nè, hoặc là mình để trước cửa phòng toilet, nhà vệ sinh cũng được ha. Đó, nói chung là gọi là thảm bếp, nhưng mà mấy chị có thể là một miếng dài, miếng ngắn vậy đó, mấy chị có thể là biến tấu tùm lum hết. Cái này là một set 2 tấm giá là 120.000 nha. Một set 2 tấm giá là 120.000 một set. Điều 2 tấm nha. Một set đó 2 tấm, cái tấm dài là chiều dài 1m2, chiều ngang 40. Còn cái tấm ngắn là chiều dài 60, chiều ngang là 40 nha. Rồi ok, mã 1 chốt cho chị. Chị Trần Ngọc Yến cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Tiền ship tỉnh là 30 nha chị ơi. Ship đi tỉnh là 30.000.
Rồi ok, mã 1 em chốt cho chị Ánh Sáng nè, chị Trần Châu nè, chị Trần Ngọc Yến nè, chị Huyền Trân hai chai nước hoa hồng nha. Đó, mã 1 chị nào lấy thì chốt cho em mã 1 ha. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 1. Giá là 120 nha mấy chị ơi. Đó, cái mã 1 nè. Em đưa lại cho mấy chị nhìn cái hình full đó. Mã 1 nha. Còn chai á. Rồi ok, chị Bích Ngọc Lưu. Chị Thanh Cao. 120 ngàn nha mấy chị ơi, 120 ngàn. Ship tỉnh là 30 ngàn nha chị. Ship tỉnh là 200 ngàn em mới đi hàng nha. Hóa đơn ở tỉnh là từ 200 ngàn trở lên bên em mới gửi hàng. Và phí ship đồng giá tỉnh là 30 ngàn nha mấy chị ơi. Phí ship đồng giá tỉnh là 30 ngàn. Rồi, cái này là mã 2 nha mấy chị ơi. Mã 2 nè. Mã 2 nè nha. Đó, cái tấm nhỏ của nó nè. Mã 2 ha. Mã 2. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 2 nha. Ở phía sau của nó nè mấy chị, là coi như cái này là nó có tẩy trang bên em hết rồi chị ơi. Ở phía sau nó có cái lớp gai, cái này là nó chống trơn trượt đó mấy chị. Nó chống nó không có làm cho cái thảm mình nó chạy tới chạy lui đó. Cái này là mã 2 giúp em ha. Mã 2 giúp em nha. Đó, tấm dài của nó nè. Tấm ngắn nè, mã 2 ha. Mã 2 là hình chiếc lá nha mấy chị ơi. Rồi ok, chị Trần Châu mã 2 nha. Gọi là thảm bếp mấy chị, nhưng mà ví dụ như mấy chị không có, mình không có để ở trong bếp cũng được. Mình có thể là thứ nhất mình để ở cửa ra vào phòng khách á, hoặc là ví dụ như cái tấm lớn mình để ở cửa ra vào, hoặc là ví dụ như mình để ở dưới cái giường phòng ngủ, hoặc là bên hông cái giường phòng ngủ á, để mình bước lên bước xuống á mấy chị, làm coi như là mình chà cái chân cho nó không có dơ lên trên giường á, nó không có bụi. Rồi cái tấm nhỏ mình có thể mình để trước cửa phòng cũng được, hoặc là mình để ví dụ như phòng ngủ của ai mà có cái toilet ở trong phòng á, mình có thể mình để trước cửa phòng toilet cũng được. Nói chung là rất là đa năng, chứ không phải là nhất thiết là coi như gọi là thảm bếp thì cứ phải để trong bếp đâu ha. Rồi ok chị. Ok chị Trần Châu mã 2 nha. Ok chị Khánh Minh mã 2. Ok chị Trần Ngọc Yến mã 2. Chị Hát Vũ mã 2 nha. Giá là 120 ngàn. Không, dạ không có bán rời, không có bán rời nha chị, không có bán rời. Cái có một cái tấm rời mà nó tính ra giá nó cao quá. Một tấm rời thôi mà cái giá nó bằng một nửa giá cái này rồi, thì mình nhập cái này về mình bán nó sẽ ok hơn. Rồi, mã 2 nha, em qua mã 3 ha mấy chị. Cái bên này là cái thảm nhỏ. Đây nè, nhiều cái mẫu đây thì cái thảm nhỏ của nó thôi. À chị thấy rồi. Rồi cái mẫu này, cái mẫu này mấy chị có thể để trong phòng mấy bé nè, hoặc là ví dụ như chị nào mà thích sitting á thì coi như là cái mẫu này chốt cho em là mã 3 ha. Chốt cho em mã 3. Mã 3 là hình con heo nha mấy chị ơi. Mã 3 là hình con heo nè. Đó, mã 3 là hình con heo nha. Cái tấm dài của nó nè, êm lắm, nó êm lắm mấy chị ơi, nó êm lắm. Đó, mã 3 nha. Cái này để trong phòng mấy bé cũng được. Giá là 120 ngàn một set là 2 tấm. 120 ngàn một set là 2 tấm nha. Đó, chốt mã 3 giúp em nha. Cái mẫu này để trong phòng mấy bé dễ thương nè. Hoặc là mình để dưới bếp nó cũng cute nữa. Ví dụ bếp ai mà làm theo phong cách trẻ trung á. Đó, mã 3 giúp em nha. Mã 3 là hình con heo, con gấu, con thỏ. Mã 3. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 3 ha. Của em mã 1. Rồi ok, chị Khánh Minh mã 1 nha. Ok chị Khánh Minh. Chị Trần Ngọc Yến mã 3. Chị nào chưa có số điện thoại thì nhớ cho em số điện thoại nha. Chị nào chưa có số điện thoại thì cho em số điện thoại. Ok chị Trần Ngọc Yến mã 3. Chị Trần Ngọc Yến có số điện thoại chưa? Dạ rồi ok chị Trần Ngọc Yến. Chị Trần Ngọc Yến lấy mã 3 ha. Chị Nguyễn Sẹp lấy mã 3 nè. Ok chị Nguyễn Sẹp lấy mã 3 nè.
Ok chị Nguyễn xẹp lấy mã 3. Nói này em đừng có lấy đi. Em lót cho chị ở phía dưới để lát nữa chị. Não lại được nữa là nó xếp cho cái tự của chị. Lấy cái tấm nhỏ của chị. Cái này là mã 1. Rồi ok chị Hân Huỳnh mã 2 nha. Ok chị Hân Huỳnh mã 2. Đây. Chị Hân Huỳnh cho em lại số điện thoại chị ơi. Chị có một số rồi đó. Chị Hân Huỳnh ơi, số điện thoại chị có 9 số rồi, chị cho lại giùm em nha. Cái này là mã 4 giúp em. Tẩy trang bên em hết. Ủa tẩy trang mình còn chai nào không hết? Mình bị hết rồi đúng không? Tẩy trang hết sạch luôn rồi. Hết luôn rồi chị Phượng ơi, nước hoa hồng hết rồi. Nước hoa hồng cũng hết luôn rồi. Cái này là mã 4 nha. Mã 4, chị nào lấy mã 4 thì chốt cho em mã 4 ha. Chị nào lấy mã 4 thì chốt cho em mã 4 nha mấy chị ơi. Mã 4. Đó, mã 4. Giá là 120.000 một set 2 tấm nha mấy chị ơi. Mấy chị bấm theo dõi trước đó mấy chị, tại vì hàng về nhiều. Bây giờ dạo này từ đây cho tới khoảng cuối tuần này, trong tuần này mấy chị em sẽ like. Nói chung là cái giờ chính là 2 giờ là chắc chắn cái giờ đó là phải like rồi. Còn mà mấy cái giờ khác đó là em rảnh lúc nào là em sẽ lên like lúc đó. Tại vì hàng nó nhiều quá mấy chị. Hàng nó nhiều. Không, Omega em chỉ có bán Omega 3 thôi. Em không có bán 369 nha. Tại vì em có giải thích mấy chị á, là mấy chị có thể lên trên Google mấy chị tìm hiểu là nên uống Omega 3 hay là uống Omega 369. Mấy chị chỉ việc gõ cái từ khóa như vậy là mấy chị sẽ tìm hiểu ra là vì sao. Tại vì sao mà em bán Omega 3 chứ em không bán Omega 369. Mấy chị sẽ nghĩ là cái Omega 3 với cái hũ Omega 3 với hũ Omega 369 thì tại sao là giá tiền nó xem như nhau. Tại sao mình không uống hẳn luôn cái omega 369 cho nó bổ sung đầy đủ chất, mà cho nó bổ sung đầy đủ chất mà mình uống cái omega 3 không, đúng không? Thì mấy chị có thể lên Google mấy chị tìm hiểu á, thì coi như là cái omega 6 và cái omega 9 á, là cơ thể mình nó tự tổng hợp được qua thức ăn. Ví dụ như mình ăn dầu mỡ, ngày nào mà nhà mình chẳng ăn dầu mỡ mấy chị, ví dụ như dầu từ động vật nè, từ thực vật là mình nấu dầu ăn, mình xào mỡ đồ này nọ, thì nó bổ sung hàng ngày mình ăn uống là coi như là chắc chắn có dầu, thậm chí còn dư nữa là đằng khác. Đó là cái omega 6, là omega 9 là nó nằm ở trong mỡ động vật và dầu thực vật đó mấy chị. Còn cái omega 3 cơ thể mình không tự tổng hợp được, bắt buộc mình phải bổ sung. Mà nếu như mà cái omega nó sẽ có một cái tiền chất gọi là cái chất gì hôm bữa trước em đọc trên mạng rồi. Nếu như mà mình ví dụ như mình uống bổ sung cái 6 cái 9 nhiều quá thì khi mà cái chất đó vô mấy chị thì nó sẽ ưu tiên, tại vì cái tổng hợp omega 6 omega 9 thì nó sẽ dễ hơn. Thì khi mình uống vô mình lại bổ sung thêm nhiều vô trong người nữa thì vô tình cái omega 3 nó lại không có tổng hợp được nhiều. Nó ưu tiên cho cái thằng 6 thằng 9 trước. Đó, nên là ví dụ như chị nào á mà mình không có ăn, mình ăn cái chế độ ăn mà coi như thiếu dầu mỡ thì mình có thể bổ sung cái omega 369, hoặc là một năm á là coi như ví dụ như mình uống khoảng cỡ chừng 2 tháng hoặc là 3 tháng thôi là mình phải ngưng, rồi mình qua năm sau mình mới bổ sung tiếp cái 6 cái 9 nữa. Còn cái omega 3 nó cứ thiếu, thành thử là mấy chị cứ bổ sung quanh năm được. Cái lý do vì sao mà em khuyên mấy chị là nên uống cái omega 3 hơn là cái omega 369 là vậy ha. Mấy chị có thể lên Google mấy chị tìm hiểu, nó có một cái bài viết rất là hay, ở trong đó nó có những cái hợp chất, cái chất hóa học đồ này nọ, nhưng mà em không có rành về nó lắm nên không có giải thích được cho mấy chị. Đó, trước khi bán cái gì cũng có tìm hiểu qua hết rồi mấy chị. Rồi, cái thảm này 120 nha, mã này mã 4, chị nào lấy mã 4 thì chốt cho em mã 4 ha. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 4. Cái màu này nhìn nó mát con mắt ghê luôn á, nó dạng 3D á mấy chị. Đó, mã 4 giúp em ha. Mã 4 nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt cho em mã 4. 120.000 một set của nó là hai thảm nha mấy chị ơi. Cái này mình đi vô siêu thị á, mình mua một cái tấm thảm nhỏ này thôi là giá của nó đã là 40 mấy 50 mấy ngàn rồi. Một cái tấm thảm nhỏ đó. Hôm bữa trước em có mua, hình như là em nhớ là 50 mấy ngàn thì phải. Mua trong Co-op Mart á.
Còn cái này mình tính là mình được giống như là được 3 tấm, tại vì cái tấm dài á, cắt ra là thành được 3 tấm đó. Rồi mã 4 rồi ha. Bây giờ em qua cái mã 5 nè. Cái mã 5 thì dạng hoạt hình cho mấy bé. Mã 5 nha. Mã 5 nha mấy chị ơi. Đó. Chị nào mà coi như phòng mà có mấy bé nhỏ nhỏ, cái này nó chơi ở trên này á mấy chị, nhiều khi nó có lỡ té hay cái gì ở trên này nó cũng không có, nó cũng không có bị u đầu. Nó cũng không có bị u đầu. Cái thảm nó êm lắm luôn á. Nó dày nha mấy chị ơi. Nó dày nè, thảm nó rất là êm. Rồi cái này là chốt cho em mã 5 ha. Tấm nhỏ của nó nè, mã 5. Ok chị Phương nha. Mã 1 2 set có nghĩa là 2 bộ đúng không chị? Chị lấy mã 1 thôi là 2 bộ đúng không chị Hương Gơm ơi? Giá là 120.000 nha mấy chị ơi. À, hóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng, và đồng phí ship ở tỉnh là 30.000 nha. Đó. Mã 5 giúp em ha. Mã 5 giúp em nha. Mã 5 giúp em. Mã 5 này dễ thương quá. Mã 5 nè. Ở nhà mà có mấy đứa con nít đó, mình để ở trong trong phòng cho nó chơi. Mã 5 nha mấy chị ơi. Rồi ok chị Hương Gom ha. Ok chị Hương Gom. Đem coi thử còn mẫu nào nữa. Mã 5. Rồi cái mẫu này là mã 6 nè mấy chị. Cà rốt rồi khoai tây rồi gì. Cái này đúng là thảm bếp luôn nè. Cái này là mã 6 giúp em ha. Mã 6. Mã 6 nha. Đó cái này là mã 6 nha mấy chị ơi. Mã số 6. Cà rốt, dưa leo, bí ngòi, rồi ớt chuông, ớt đỏ, rồi gì, bánh trái gì đây nè. Đó nó dạng hoạt hình nè. Mã 6 nha. Mã 6, chị nào lấy mã 6 thì chốt cho em mã 6. Do em like cái giờ nó không cố định á, thành thử là có nhiều chị không lên xem like được. Ví dụ như chị nào mà lên xem like lại á, mấy chị thấy cái mẫu nào đó thì mấy chị cứ báo mã đi thảm bếp xong rồi báo mã cho em là được nha. Rồi, cái này là mã 7 nha mấy chị ơi. 120.000 một bộ. 120.000 một set nha. Một set của nó là hai cái. Cái dài nhất là chiều dài là 1m2 nè. Chiều dài là 1m2, chiều ngang là 40 ha. Còn cái tấm nhỏ là chiều dài là 60, chiều ngang là 40. Đó, cái này là mã mấy? Mã 7 đúng không? Mã 7 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy thảm này thì chốt cho em là mã 7. Chị nào lấy cái này thì chốt cho em mã 7 nha. Mã 7. Đó, mã 7 ha. Cái mã 7 này cũng đẹp nè. Mã 7. Cái này mà để trong phòng ngủ thôi là coi như là dễ thương đó mấy chị. Mã 7 ha. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em mã 7. Rồi mã này mã 8 nha. Chị có gì chị Phượng? Chị có cái món gì? Cái này là mã 8 nha. Trời ơi, cái thảm nó dày ghê. Lỡ mà mấy bé mà nó chơi mà nó có té u đầu cũng sao, nó té cũng sao mấy chị. Cái thảm nó rất là êm, nó dày. Rồi cái này là mã 8 giúp em ha. Hả? Hình như có cái chai glucosamine nữa. Rồi cái này là mã 8 giúp em nha. Mã 8 giúp em ha. Mã 8 nè. Đó, mã 8. Chị chọn giùm em luôn đi, chứ tại vì em không có biết cái gu của chị làm sao á. Chị cô chủ nhỏ nè, lựa cho em luôn đi. Tại vì mình không biết cái gu của mình sao đó. Sợ nhiều khi là em lựa rồi không có đúng. Tại vì mỗi người mỗi ý mà, mỗi người mỗi gu mà. Nên là lựa giùm em cái. Rồi cái này là mã 8 giúp em nha. Mã 8 là con cá nè. Mã 8. Rồi sao mà nó lựa cái giường hoạt hình không được trời. Nó gửi cho mình cái giường hoạt hình không nè. Mã 9 nha mấy chị ơi.
Một bộ thì giá là 100 một bộ thì giá là 120.000 nha chị ơi. Hóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng, và phí ship đồng giá tỉnh là 30.000. Một set của nó là 2 tấm. Tấm dài là 1m2, bề ngang là 40, và tấm ngắn thì chiều dài là 60, chiều ngang là 40 ha. Giá là 120.000 một set. Giá là 120.000 một set nha. Cái này là mã chính giúp em ha. Mã chính giúp em nha. Đó, hình này là hình con mèo. Mã chính giúp em. Rồi ok chị Nguyễn Liễu ha. Ok chị Nguyễn Liễu, mã 1, mã 7 và mã 5. Ok chị Nguyễn Liễu nha. Giá là 120.000 ha. Đó, nói nè, lát nữa em có cái chỗ nào em đi dàn ra mấy mã, còn không là em chụp hình cái thảm nhỏ thôi. Em chụp là mấy tấm em để cái mã lên á. Rồi ok chị Sẹp nha. Ok chị Sẹp. Mã này mã 8 đúng không? Mã 9. Cái này mã 9. Rồi cái này mã 9 nha mấy chị ơi. Hình con mèo này là mã 9 nha. Rồi mã 1 cho chị Kim Hoa Trương. Ok chị Kim Hoa Trương nha. Mã 9. Rồi, cái này là mã 10 nè mấy chị. Cái mã 10 này cũng đẹp nữa nè. Mã 10 ha. Mã 10 nha. Mã 10 ha mấy chị ơi, mã 10. Ok, chị Kim Thoa Trương mã 1 ha. Mã 10 nha. Đó, mã 10 nè. Mấy cái mã mà cái họa tiết nó vui vui mắt vậy nè, mình để ở trong phòng ngủ á, đẹp. Mã 10. Trời ơi, cái ghế cầu bị bể phía dưới hả? Vậy là bên giao hàng rồi. Bên giao hàng rồi, chứ bên em gửi hàng cho mấy chị là không bao giờ mà gửi hàng lỗi đâu. Kiểm tra lỗi trước khi gửi rất là kỹ. Tại vì mấy chị biết sao không? Gửi hàng lỗi xuống cho mấy chị thì bên em phải đổi hàng lại, là coi như bên em phải tốn ship hai lần như vậy. Nên là không bao giờ phải gửi hàng lỗi đâu. Em kiểm tra hàng rất là kỹ. Vậy là bên giao hàng rồi. Có gì lỗi thì chị chụp hình chị gửi qua cho em, rồi em coi để em đổi hàng cho chị. Cho hàng đợt vừa rồi đi về cái hũ dưa muối bể rất là nhiều, thành thử là em mới nói mấy chị là đợt sau là coi như em sẽ không dồn đơn lại. Mấy chị biết sao không, mấy chị đặt cái nồi riêng xong rồi cái hũ dưa muối hay là mấy cái món khác riêng á, lúc mà em like em đã nói với mấy chị là nồi là em sẽ gửi riêng một đơn, rồi mấy cái món khác em gửi riêng một đơn, mà mấy chị tiếc cái tiền ship. Ship em bù cho mấy chị coi như là hơn một nửa luôn, chứ không phải một nửa nữa đó mấy chị. Cái nồi mà gửi đi là coi như em phải bù vô một đơn như vậy là khoảng cỡ 45.000 nữa đó. Là bình thường là cái đơn mấy chị đi là em thu mấy chị có 30.000 đúng không? Nhưng mà em phải bù thêm 45.000 vô trong đó nữa đó. Tiền ship đó chứ không phải ít đâu. Mấy chỗ khác là nó thu mấy chị là coi như ship bao nhiêu nó thu bấy nhiêu á, mà em phải bù như vậy vô nữa. Mà khi mà mấy chị đặt linh tinh nữa đó, em nói tách ra riêng một đơn mấy chị lại không chịu. Bắt buộc em phải dồn vô một đơn để tiết kiệm tiền ship cho mấy chị. Nhưng mà em cũng bù vô, ví dụ như bình thường em bù 45 thì dồn đơn lại thì nó sẽ nặng ký hơn, là em phải bù vô thêm nữa. Nhưng mà tại vì mấy chị cứ tiết 30.000 tiền ship để tách ra làm hai đơn á, cuối cùng hàng đi về, hàng mà nó đi vô giao hàng mấy chị, nó đem nó ép vô trong bao tải á. Nếu như cái hũ nhẹ mà nó để phía trên, cái đồ nặng nó để phía dưới thì ok, bình thường không sao. Nhưng mà nó đem nó để cái chiều ngược lại, cái đồ nhẹ nó để phía dưới mà cái đồ nặng nó để phía trên. Mặc dù em gói rất là kỹ, em quấn, mấy chị nhận hàng mấy chị biết mà, em quấn bao đồ rất là kỹ từ phía trong lẫn phía ngoài, mà nó ép cái kiểu đó thể nào nó cũng bị bể hết trơn á. Thành thử chắc là cái đơn sau á, mấy cái đơn sau á, là nếu như cái nào mà em nói tách đơn ra thì bắt buộc phải tách. Còn mấy chị không có chịu tách á, thì coi như là bên em không chịu trách nhiệm khi mà hàng hóa gửi xuống bị bể đó. Chứ bây giờ mấy chị cứ tiếp cái tiền ship thêm 30.000 nữa, mấy chị cứ bắt em gộp đơn lại rồi hàng hóa nó bị lỗi phải gì hết là coi như em nhận trách nhiệm hết. Hũ dưa muối bây giờ em bể là 5 hũ luôn, mà một hũ dưa muối mấy chị biết lời chỉ có 20.000 thôi, mà 5 hũ như vậy thì mấy chị cứ nhân tiền lên đi. Một hũ dưa muối là trong vốn của em là đã 119.000 rồi, thì coi như 21 ngày cho 20.000 đi, tiền gói rồi này nọ 1.000 đi, thì coi như là 20.000, mà coi như bể 5 hũ là coi như mất nhiều rồi mấy chị.
Rồi. Chị Bích Ngô ơi, chị cứ chụp hình qua đi, hàng nó có lỗi cái gì đó thì em đổi cho chị cho nha. Em đổi cho chị cho. Túi lọc rác còn nha chị ơi. Chị Thúy Lê ơi, túi lọc rác còn. Hai bịch thuốc dán Hàn Quốc hả? Thuốc dán là phải cái dán xăm không chị? Chị Thúy Lê phải dán xăm không? Túi lọc rác em còn nha. Chị Vinh Lê mã 10 rồi, ok chị Vinh Lê mã 10 nha. Chị Loan Anh rồi, ok chị mã 9 số điện thoại đúng không? Chị Hát Vũ. Về cái gì vậy? Chị Hát Vũ hỏi cái gì? Em về chai gì? Hả? Chai phun dầu chưa? Chai phun dầu chưa? Chai phun dầu mới mà. Mới ấy hàng đây chưa, chưa về tới nơi đâu, tại vì đặt ở trên kia kìa. Thảm nó chỉ có cái này thôi. Thảm hồi nãy giờ em lên đã hết mẫu rồi đó. Thảm thì nó chỉ có giày thôi. Cái này gọi là thảm bếp, nhưng mà mấy chị muốn để trong phòng thì mấy chị để, mấy chị muốn để trong phòng ngủ thì để, muốn để bếp thì để, phòng khách cũng được. Chị Nguyễn Phượng ơi, thảm bếp mã nào cho em cái mã nha. Chị Nguyễn Phượng ơi, chị lấy thảm bếp mã nào cho em cái mã với. Túi lọc rác 40 ngàn nha chị ơi. Túi lọc rác là 40 ngàn. Và túi lọc rác ở bồn rửa chén nha là 40 ngàn. Xong. Xong rồi là chị Thúy Lê cho em mấy số ru nha chị ơi, bị trùng tên Facebook. Chị Thúy Lê cho em 4 số ru điện thoại với. Cái túi lọc rác là lọc rác ở trong bồn rửa chén 40 ngàn một túi. Một túi của nó là 100. Một bịch lớn của nó là 100 cái túi lọc nhỏ ở phía bên trong ha. Rồi cái này là mã 10 nha mấy chị ơi. Mã 10 ha. Mã 10 cái tấm thảm dài của nó nè. Mã 10. Chị nào lấy thì chốt cho em mã 10 ha. Trời mấy cái này mấy chị đứng lên cái chân nó êm lắm luôn á. Nó êm cực kỳ luôn á. Mà nó sướng nữa. Mấy chị coi như để ở trong phòng ngủ hay cái gì đó, mình đem mình chà chân á, trời đã lắm. Rồi cái này em còn duy nhất một tấm nè, em còn duy nhất một tấm nè. Cái này mấy chị chốt cho em mã 11 ha, còn duy nhất một tấm thôi đó, mã 11 nha. Chị nào chốt thì lấy cho, chốt cho em mã 11, còn duy nhất một tấm. Cái mã 11 này còn một tấm thôi ha, mã 11 nha. Đó, chị nào lấy thì chốt cho em mã 11. Em dễ sợ. Ok chị Uyên tròn nha, chị lựa thêm giùm em nha chị ơi. Rồi mã 11 em có một tấm thôi ha. 120 ngàn một set. Một set của nó là 2 tấm nha chị ơi. 120 ngàn một set. Một set của nó là 2 tấm. Đây 120 ngàn một set. Một set là 2 tấm. Cái tấm dài này thì chiều dài là 1m2, chiều ngang là 40. Còn cái tấm ngắn này thì chiều dài là 60 ha, còn chiều ngang là 40 nha. Ở bếp thì cái bếp của mình nó dạng hình chữ L thì mình để theo cái kiểu này. Đó, còn nếu như mấy chị không muốn, mình có thể mình lấy cái tấm này nè, mình để ở trước cửa phòng khách đó mấy chị. Trước cửa mà bước ra vào cửa nhà, cửa lớn của mình đó, mình có thể mình để ở phía trước cũng được. Rồi cái tấm này mình để ở trong nhà vệ sinh, hoặc là mình để một cái ngay chỗ cái đường mà bước lên cầu thang rồi đó. Đó, nói chung gọi là thảm bếp cho nó dễ, nhưng mà mấy chị có thể để ở đâu cũng được hết trơn nha. Đó. Rồi em lướt lại mấy mã cho mấy chị nha. Em sẽ lấy cái tấm nhỏ, em lướt sơ lại mấy mã. Nó thấy rẻ quá nó gửi về chứ nó đâu có ấy đâu. Okay. Nó thấy rẻ quá nó gửi về chứ em đâu có đặt. Cái này là mã 1 nha mấy chị ơi. Em lướt sơ qua cái tấm nhỏ thôi nha. Em đọc lại cái mã cho mấy chị nha. Em đọc lại cái mã cho mấy chị. Cái này là mã 1 giúp em ha. Một set của nó có tấm lớn nữa. Tấm lớn là chiều dài là 1m2, chiều ngang là 40. Bây giờ em like qua sơ lại cái mẫu để cho mấy chị nhìn, để mấy chị nhớ cái mã thôi ha. Cái mẫu này là mã 1 nha. Có cái chữ welcome nè. Mã 1 nha. Mã 1. Rồi tấm này là mã 2 nha mấy chị ơi. Mẫu này là mã 2 nha. Mã 2. Chị nào mà xem lại like đặt hàng thì mấy chị có thể là alo hoặc là inbox ha. Mấy chị nói là thảm bếp rồi cho em cái mã là ok. Mã 2 ha. Rồi cái này là mã 3 nha mấy chị ơi. Tấm này là mã 3 nè. Tấm này là mã 3 nè.
Rồi. Mã rồi. Cái này là mã 4 ha mấy chị. Ủa mã 3 chứ, quên, xin lỗi mấy chị, mã 3 nha. Cái này là mã 3. Mấy chị đặt hàng á, nhớ cho em xin số điện thoại ha, hoặc chị nào khách quen thì cho em 4 số đuôi nha. Mã 3 rồi đúng không? Mã này mã 4 nha. Mã 4. Mã 4 ha mấy chị. Rồi, tấm này là mã 5 nha. Tấm này là tấm hình con chó, hình hình con gì con chó hả? Mã 5 nha. Mã 5. Rồi ok chị Sử Ni nha. Ok chị Sử Ni mã 2 nha. Cái này là mã 5 nha. Rồi tấm này là mã 6 ha mấy chị. Mã 6 là đúng cái thảm bếp luôn nè. Chị nào mà coi như đặt thảm bếp là cái này là đúng y chang thảm bếp luôn. Nó là cái họa tiết ở trong bếp nè. Đó, cái này mã 6 nha. Mã 6. Chị Thảo Trinh là chị đặt chuyến xong. Chị Thảo Trinh là cái thuốc của chị là không có rồi. Tại vì cái thuốc của chị là chị đặt sau cái hàng này nữa. Cái hàng này là nó đã gửi rồi, xong bắt đầu chị mới đặt lận. Hình thử là cái thuốc chị chưa có. Mã 6, mã 7 mấy chị. Mã 7 hình con cá ha. Mã 7 hình con cá. Mã 7 nè. Tại vì chị Thảo Trinh đặt sau cái chuyến này nữa, mà em chưa có nhận đơn hàng Mỹ nữa chứ. Mã này mã mấy rồi? Mã này là mã 7, mã 8 là cái nào? Lỗi mấy chị nha, em bị nhầm mã nè. Cái này là mã 6 nè nha. Cái này là mã 6. Còn cái này mới là mã 7 nè. Cái này mới là mã 7 nha. Cái chiếc lá này là mã 7 nè. Rồi con cá là mã 8 nha. Con cá là mã 8 đúng không? Con cá là mã 8 nè. Con mèo mới là mã 9 nè. Con này mã 9 nha. Con mèo là mã 9 nè. Rồi cái này là mã 10 nè. Cái mã 10 cái tấm nhỏ đó không? Ok chị Thí Nguyễn. Cái này là mã 10 nè. Mã 4 với mã 5 nha. Cái này là mã 10 ha mấy chị. Cái này là mã 10. Đó, giá là 120.000 một bộ ha. Một bộ của nó là 2 tấm như vậy. Một bộ của nó là 2 tấm như vậy nha. Dạ rồi ok chị Ánh Sáng. Trời ơi chị, mà chị coi từ đây cho tới ấy là coi như là còn nhiều lắm luôn á. À, để em coi thêm món gì xong rồi em like luôn nha. Em like luôn đi. Bây giờ mấy giờ mới đến? Ok chị Nguyễn Nhung mã 6. 12 giờ rưỡi. Em like thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, xong rồi em ngưng em ăn cơm một xíu. Rồi 2 giờ lên tiếp nha mấy chị. Tại vì bây giờ hàng về nhiều quá, bắt buộc phải like nhiều tour nha mấy chị. Để cho mấy chị cứ... không, ví dụ như chị nào mà không xem được, mấy chị cứ vô xem lại like. Xem lại like rồi mấy chị muốn đặt cái món nào đó mấy chị đặt ha. Ok chị Bích Ngô mã 8 nha. Dạ rồi ok chị Bích Ngô mã 8 nha. Sao chị nào mà thả cái icon mặt giận gì dữ? Em có làm gì mấy chị không mà thả cái icon mặt giận lên dữ vậy? Có gì không mấy chị ơi? Có gì không? Có gì không? Có gì mà em đáp ứng không được hay là có cái gì mà em không trả lời hay sao không? Cái tấm dài mã 1 hả? Cái bộ này em gặp không có được. Đây nè, cái tấm dài mã 1 nè.
thì nó y chang như vậy thôi mấy chị, nó y chang như cái thẩm lớn thôi, nhưng mà ví dụ như thay vì cái đường viền đây đúng không thì nó nhân double lên, có nghĩa là nó sẽ ví dụ như bên đây một ấy rồi bên này nó sẽ kéo thêm một đường như vậy nữa. Cái tấm dài mã 1 này, đó cái tấm dài mã 1 này. Rồi cái set đựng túi nha mấy chị ơi, cái set đựng túi em còn được một ít nữa nè, em còn được một ít nữa ha. Cái gọi là cái gì ta, cái gì, cái này gọi là cái gì treo túi, cái này là để treo túi xách đó mấy chị. Mấy chị chốt cho em là cái treo túi xách đi ha, treo giỏ đi, treo như vậy nè, đó treo giỏ nha. Hai bộ thảm mã 1 ok chị Đặng Sang ha. Rồi cái này là cái đồ mà treo giỏ xách nè mấy chị. Đó thì nó có hai mặt nha, bên này thì nó sẽ có 3 ô, 1 ô nè, cái này là size lớn luôn mấy chị, cái giỏ mình size lớn luôn á, 1 nè 2 nè 3 nè, bên này nó cũng có 3 ô như vậy. Thì nếu như mà treo giỏ lớn thì mình treo thành được là 6 cái túi lớn. Tại vì đồ nhiều quá nên em rảnh lúc nào là em lên like lúc đó. Ngày này chắc là phải like 3 cử đó. À, bây giờ em like xong rồi khoảng 1 giờ em nghỉ một xíu ăn cơm một tí, rồi 2 giờ bắt đầu lên like đồ gia dụng, rồi bắt đầu khoảng 3 giờ khoảng buổi tối á, em có rảnh thì em lên phòng á, xong rồi em ngồi em like mấy cái mỹ phẩm Hàn Thái đồ này nọ, rồi hàng Hàn Quốc đồ mấy chị. Đó cái này ha. Thì giá là 50 hả? Giá là 50 ngàn một túi như vậy nha mấy chị ơi. Mấy chị có thể mấy cái ví mà đi tiệc mà ví cầm tay nhỏ thì một ô vậy mình có thể mình để được tới mấy cái ví đi tiệc luôn. Còn sách lớn thì mình để một cái. Nhà chị nào ví dụ mình chật á, mình không có kệ để treo túi sách rồi mấy chị, thì mình lấy cái này lên rất là gọn luôn. Có thể là đóng một cái đinh ở phía sau cái cửa mà ra vào á, cái cửa ra vào phòng á, hoặc là mình móc trực tiếp ở trong cái cây, ở trong cái tủ quần áo mình cũng được, hoặc là bên hông cái tủ mình để cũng được nữa. Thì thứ nhất là nó không có bị hư cái phơm túi, thứ hai nữa mình để trong này nó cũng đỡ bụi nữa ha. Ok chị Thúy Lê rồi nha chị. Giá là 50 ngàn nha mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt cho em là đồ treo túi ha. À, treo túi xách ha. Đó. Ok chị Đặng Sang. Rồi ok chị Đặng Sang nha. Thảm nhỏ là dài là 60, ngang là 40 ha. Chiều ngang là 40 hết. Còn cái thảm lớn thì coi như là dài là 1m2, còn cái thảm nhỏ thì dài là 60. Đó. Rồi cái hũ, cái hộp mà chỉ nè mấy chị. Giá là 35.000 một hộp, em về này hôm đợt trước là hết hàng mà mấy chị dặn em không có hứa là coi như lấy hàng á. Nhưng mà mấy chị hỏi nhiều quá thành thử là về thêm nè. Tại vì cái hàng này bán nhiều rồi. Cái hộp kim chỉ ha mấy chị ơi, giá của cái bộ này là 35.000 nha. Đó, ở trong là 2, 4, 6, 8, 10, nó có 10 cuộn chỉ. Có màu đen nè. Màu xám hết rồi. Còn có mấy cái mà còn màu đen không à cô ơi? Còn có mấy cái mà còn màu đen không à? Rồi cái này là cái hộp đựng kim chỉ nha mấy chị ơi. Cái hộp kim chỉ nè. Này là mình có 10 ống chỉ 10 màu, nhưng mà cái ống chỉ này á thì cái chỉ nó vừa đủ thôi, chứ không phải mặt ống mà nguyên full bự mà cái ống mình mua ở ngoài chợ đâu nha. Đó, nhưng mà cái này nào cái bao nhiêu đây là mấy chị xài là đã mệt nghỉ rồi đó. Rồi cái ống đựng kim chỉ, cái hộp đựng kim chỉ ha, hộp kim chỉ ha mấy chị, hộp kim chỉ giá là 35.000 một hộp ha. Rồi ở trong này là nó có chắc cũng phải hơn 10 cây kim nè. 10 cây kim cho mình. Có một cái kéo bấm cho mình luôn ha, một cái kéo bấm luôn. Rồi ở trên này là nó có cái thước dây nè. Rồi nó có cái nó có mấy hộp nút nhựa, nút bấm đồ gì nữa nè mấy chị. Giá là 35.000 một hộp, quan trọng là nó có cái hộp nhựa cho mình luôn. Để coi như là ví dụ như mình để ở đâu đó trong nhà, mình cứ cầm cái hộp vậy nè. Kim chỉ nút nếp đồ gì bỏ chung vô trong một cái hộp kim chỉ vậy á. Cần là mình lo như cái hộp này ra là có. Nó không có bị sót đồ, nó rẻ lắm, 35.000 thấy quá rẻ luôn. Tại vì bình thường mấy chị đi mua một cái thước dây không đã 5.000 rồi, mua cái kéo là đã 10.000 rồi, đã 15.000 rồi, rồi chỉ mình mua linh ta linh tinh nữa là coi như là cũng hơn cái số tiền này rồi. Mà cái này nó có cái hộp nữa ha. Chị nào lấy hộp kim chỉ thì chốt cho em là hộp kim chỉ nha, giá là 35.000.
Dạ rồi, ok chị Ngọc Mai nha. Mấy chị lưu ý giùm em là hóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng. Và phí ship đồng giá là 30.000 nha mấy chị. Cái đầm em mặc là đầm bầu. Trời ơi khổ quá. Không phải. Đầm em đang mặc là đầm bầu. Đầm của em. Dạ rồi, ok chị Hát Vũ ha. Treo túi em coi kiểm tra treo túi còn bao nhiêu cái, chốt bấy nhiêu thôi, treo túi hết rồi đó. Treo túi em còn ít để em kiểm tra thử treo túi còn bao nhiêu cái, em chốt tới bao nhiêu thôi. Rồi. Hộp kim chỉ là 35.000 nha mấy chị ơi. Cái đồ gì là coi như mình có thể mình lấy, chứ còn cái hộp kim chỉ này chắc nhà nào em nghĩ nhà nào cũng cần hết trơn á. Mà quan trọng là mình có cái hộp á. Nó gọn. Chị ơi, thảm á, em like hồi nãy giờ tới hai lượt luôn rồi đó. Thành thử nếu như mà chị không có xem được á, lát nữa kết thúc like á chị đem chị tua lại cái đoạn đầu, ngay đầu tiên vô là em like thảm luôn á. Chị tua lại cho nó dễ ha. Rồi, ok mấy chị nha. Hộp kim chỉ giá là 35.000 một hộp nha mấy chị ơi. Hộp kim chỉ là 35.000. Mấy chị mà muốn coi thảm á, lát nữa mấy chị tua lại like khoảng cỡ chừng nửa tiếng nữa em like là em kết thúc like á, mấy chị có thể coi lại. Rồi mã mấy ở trên đó em nói rất là kỹ, mấy chị có thể là alo cho bên em, hoặc là mấy chị có thể chốt theo cái inbox á, mấy chị nhắn vô là lấy thảm bếp mã mấy thì coi như là em ấy ha. Chứ bây giờ thảm nó nhiều mẫu lắm, mà bây giờ em đưa lại rất là mất thời gian. Hồi nãy giờ em like hai lượt rồi đó. Rồi, ở đây là có cái đồ lăn bụi nè mấy chị ơi, cái đồ lăn bụi về thêm nè. Giá của nó là 50. Giá là 50.000 một set nha mấy chị ơi. Một set của nó là gồm một cây lăn, nó có kèm cái lõi ở bên trong luôn, và tặng kèm hai cái lõi thêm nữa nha mấy chị. Tặng kèm hai cái lõi cho mấy chị luôn. Thì cái này á, ok chị Ca Nghĩa nha, em chốt em đọc lớn lớn lên. À, giá là 50.000 nha. Cái con lăn này là lăn bụi quần áo mấy chị. Nhiều khi ví dụ mình giặt mấy cái đồ mà đồ tối màu á thì nó sẽ ra lông á, nó sẽ ra lông. Thì cái này nè, mình đem mình lăn lên nó sẽ dính mấy cái sợi lông vô. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhiều khi tóc của mình nằm ở trên giường ngủ mấy chị, tóc nó rụng á, ở trên giường ngủ nó rụng đầy hết. Thì mấy chị có thể là mình đem mình lấy cái này nè, mình lăn tóc, tại vì nhiều khi tóc mình vũ cái ra đi thì nó chỉ ra bụi thôi, chứ còn mà tóc thì nó không có nó còn bám lại á. Mình có thể mình lấy con lăn này mình lau cũng được, hoặc là ví dụ như ở giường ngủ của mấy chị mà có thảm lông á. À, phòng ngủ mà sang sang xíu mà nó có mấy cái bộ thảm lông mà coi như xung quanh cái giường á mấy chị. Một là mấy chị hút bụi, hai là mình có thể mình lấy cái con lăn này mình đi lăn trên cái thảm lông đó, để mình lấy ba cái cát sạn đồ gì nó nhỏ nhỏ đó mấy chị, mình có thể mình lấy được luôn ha. Giá là 50.000 một cây lăn bụi. Mấy chị chốt cho em cái này là cây lăn bụi nha. Cây lăn bụi rẻ cực kỳ luôn, rẻ hơn siêu thị nhiều. Siêu thị mấy chị mua một cái cây này nó không có tặng kèm hai cái lõi á mấy chị, thì giá của nó đã 30-40.000 rồi. Ở đây nó tặng kèm thêm hai cái lõi nữa, là tổng cộng của mình là có ba cái lõi đó. 1, 2, 3 cái lõi. Giá là 50 nha. Chị nào lấy cái lăn bụi thì chốt cho em lăn bụi ha. Chị nào lấy lăn bụi thì chốt cho em lăn bụi nha. Đó. Lăn bụi. Hồi nãy cái hàng Mỹ á, nó về á, cái này là khách dặn một thùng rồi của khách chứ không phải của em. Thì cái này nè mấy chị không biết là giá nó, thấy về giá nó hơi cao, 250.000 một bịch đó, mà không biết mấy chị ấy. Cái này là nấm đông cô. Nấm đông cô mà cái này là nó ghi là hình như là chắc có tẩm ướp gì trong này nè. Nó có tẩm ướp rồi ở trong này nè. Cái này em chưa ăn thì em cũng không có biết. Cái này là giá tới 250 lận. 210 gram mà 250 lận. Cái này là hàng của khách của thằng em gái em. Dạ rồi, ok chị Ngọc Mai chốt cho chị rồi nha. Chốt cho chị rồi. Cây lăn bụi chị nào lấy nữa thì chốt cho em cây lăn bụi ha. Cái này là do em quấn băng keo lại để cho nó không có bị rớt hàng ra mấy chị, chứ còn mà về mấy chị gỡ ra ha. Thì một set của nó là gồm một cái cây này. Đó, tặng kèm đi kèm theo đó là hai cái lõi nữa.
hai cái lõi nữa. Cây lăng bụi. Không, đúng giá, tại vì giá bên kia nhập về nó đúng giá rồi, nhưng mà ý là so với mình cảm thấy nó mắc á, chứ không phải là giá đấy. Chứ còn mà không phải thấy giá nó cao, cái đó em chưa có ăn thành nữa em cũng không có biết, mà tại vì thấy con em nó gửi về cho khách của nó đó. Đó, cái này nha mấy chị ơi, là giá của nó là đợt trước là 25.000 mà đợt này còn có 20 à. Đợt này còn có 20 rồi nha. Cái bộ làm vườn mấy chị. Cái bộ làm vườn. Cái bộ này á, thì dành cho mà. Cái bộ làm vườn này nè mấy chị, thì dành cho mà nhà chị nào á, mà coi như trồng cây, mà coi như nhỏ nhỏ trồng cây, mà cái kiểu là trồng trên vườn, trồng kiểng rồi đó. Chứ còn mà làm vườn chuyên nghiệp thì xài cái bộ này không được đâu nha. Làm vườn chuyên nghiệp thì xài cái bộ này là coi như là không được đâu. Cái bộ này thì xài dành cho ai mà trồng tiểu cảnh, trồng cây rồi trên sân thượng á mấy chị. Giá của bộ này là đợt này là 20 nha mấy chị ơi. Đợt này là 20.000. Cái ở phía trước bằng sắt nè, ở phía sau bằng gỗ nè. Đó, nó có ba cái, một cái này là để xới đất nè. Đó. Rồi cái này để mình làm cái lỗ để mình bỏ hạt vô á. À chị Xuân Lan ăn cái đó rồi ngon hả chị? Đó, chị nào lấy cái bộ làm vườn thì chốt cho em bộ làm vườn nha, dễ thương, mini dễ thương nè. Đó, chị nào mà trồng cây kiển đồ này nọ đó thì coi như, hoặc là trồng rau á, trồng rau ở trên sân thượng đồ, mà mình để mình trồng rau sạch đồ trên sân thượng để mình ăn á, giá là 20 nha. Em còn em về được mấy bộ à? 3 nè, 4 5 6 7 8, còn được 8 bộ nha mấy chị ơi, còn được 8 bộ. Chị nào lấy thì chốt cho em là bộ làm vườn ha. Bộ làm vườn giá là 20.000 nha. Cái bộ này tính ra em thấy cũng rẻ, do là nó làm gỗ rồi nó cũng chắc chắn nữa, mà cái đầu bằng sắt nữa, mà coi như giá có 20. Dạ không chị ơi, hóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên bên em mới gửi hàng cho mấy chị. Mấy chị biết làm sao không? Tại vì là em gửi hàng bên giao hàng tiết kiệm. Mấy chị nào mà đợt vừa rồi á, mà coi như ở Đồng Nai, ở Long An, ở Bình Dương á, mà bên em không gửi được qua giao hàng tiết kiệm, tại vì giao hàng tiết kiệm ở cái khu vực đó nó đang bị trục trặc gì đó, nội bộ của nó em không biết, thì coi như là em phải gửi hàng qua một cái đơn vị vận chuyển khác. Nó giao lâu ơi là lâu luôn. Chị nào mà đợt vừa rồi nhận á, là mấy chị biết, là mấy chị sẽ biết đó. Nên là coi như thà em bù ship vô mấy chị một chút, nhưng mà hàng nó đi nhanh, mấy chị nhận được rất là nhanh luôn. Cái tiền ship mà gửi đi tỉnh cho mấy chị á, là từ 45 cho tới 50.000 một đơn. Thì em bù vô cho mấy chị ở trong đó. Em chỉ thu mấy chị là 30 thôi. Cái phần còn lại là em bù vô trong đó. Thành thử cái hóa đơn của mấy chị đủ 200.000 trở lên thì em mới đủ cái chi phí để mà bù ship cho mấy chị. Đó là cái lý do vì sao mà coi như là em phải, cái đơn phải 200.000 trở lên em mới gửi hàng cho mấy chị là vậy ha. Bộ thảm bếp giá là 120.000 một bộ nha. Rồi ok, mấy chị lấy bộ làm vườn, em còn 8 bộ làm vườn á. Em chốt đúng 8 bộ nha. Bộ làm vườn là em còn đúng 8 bộ á. Thì chị nào lấy thì chốt cho em là bộ làm vườn. Ok chị canh pha. Đây này, máy em sắp tiếng Việt nó nằm ở đây. Đây, hồi nãy chị nào hỏi em cái túi lọc rác nè mấy chị. Chị nào hỏi em cái túi lọc rác nè. Cái túi lọc rác này là lọc rác ở bồn rửa chén nha mấy chị ơi. Ở bồn rửa chén. Tại vì cái bồn rửa chén của mấy chị là nó có cái phễu để lọc rác á. Nó có cái phễu để lọc rác á. Thì bình thường á, mà mình đổ nước cơm hoặc là nước bún, hoặc là ví dụ như mấy chị làm cá, cái vảy cá rồi mà nó bám xung quanh á, thì khi mà mình lấy cái đồ ấy rác đó, rất là dơ. Có cái đồ này nó tiện lắm, mình đem mình bọc lại ha,
Rồi khi mà nấu ăn rồi đâu đó xong rồi mình rửa chén rồi đầy xong xuôi rồi hết rồi, mình chỉ việc mình lấy túm cái này thôi, mình bỏ vô sọt rác một cái là nó gọn trơn luôn. Mấy chị ơi, thảm bếp lát nữa kết thúc, em kết thúc like á, mấy chị xem lại đầu like giùm em cái. Tại vì thảm bếp hồi nãy giờ em like lâu lắm, em like cả tiếng đồng hồ về cái thảm bếp lần, mà bây giờ em like lại rất là mất thời gian. Thành thử là thảm bếp mấy chị lát nữa mấy chị coi lại giùm em nha, tua lại đầu like giùm em. Đó, cái này giá là 40.000 một bịch, 40.000 một bịch như vậy. Một bịch của nó là 100 miếng này nha mấy chị ơi. Thì mấy chị chốt cho em là túi lọc rác ha. Một bịch túi lọc rác như thế này là có 100 miếng này. Có 100 miếng này. Cái này là chị nào mà em nói, chị nào mà hay nấu ăn á, mà em nói như vậy là mấy chị biết liền à. Mấy chị biết liền à. Mỗi lần mà cầm cái đó mà đập vô trong sọt rác là bắt buộc mình phải lấy cái tay mình đem mình phải gom một vòng lại thì cái phễu đó nó mới sạch được. Chứ còn bình thường mà mình đập vô trong á là nó sẽ bị kẹt mấy cái hột cơm đồ này nọ nữa, nó không có hết sạch. Nhất là làm cá, vẫy cá, chị nào mà ăn cá lóc, cá gì đồ đó mà có mấy cái vẫy cá đó đó là coi như là nó dơ. Ủa mua rồi mà sao anh ái vô bển luôn mình không được. Đó, giá là 40.000 một túi nha, mà một túi lọc rác mà tới 100 miếng như vậy là xài không biết bao giờ mới hết luôn, xài rất là lâu. Rồi em có cái máy rửa mặt luôn nè mấy chị ơi, máy rửa mặt về hàng luôn rồi ha. Dạ rồi, ok chị Thanh Cao. Nhớ là cái túi lọc rác đó là lọc ở trong bồn rửa chén nha mấy chị. Còn không á là mấy chị có thể bọc ở trên cái chỗ mà cái miếng lưới, cái rá lưới bự bự vậy nè, mà ngay chỗ cái phòng tắm á, mình có thể mình bọc lại cũng được nữa. Xong rồi là mình lúc tắm gội đầu đồ này nọ, tóc á, nó đem nó rớt xuống đó, thì khi mà mình dọn vệ sinh á mấy chị, mình có thể mình ấy lên trên mình đi giục rác cũng được nữa. Có thể bọc ngay chỗ cái lỗ thoát nước ở trong phòng tắm á. Dạ tại vì hàng về nhiều quá, trong tuần này em sẽ like cái khung giờ cố định là 2 giờ thì chắc chắn là like rồi. Nhưng mà em sẽ like coi như xen kẽ những cái thời gian nào mà rảnh em sẽ lên like đột xuất đó mấy chị. Không, đầm không có chị ơi, đầm không có luôn á. Không, đợt trước nó đem nó có một ít mấy cái mẫu đầm kia vậy là xong á, đầm không có đầm luôn á. Bây giờ xưởng á mấy chị, nó ra hàng á mà nó còn ra nhín, nó không có ra, nó ra toàn là size nhỏ không à. Size mà tầm khoảng cỡ chừng 55kg trở xuống thì làm sao mà bán được. Ok chị Đỗ Thị Y nha. Dạ rồi, ok chị Đỗ Thị Y. Cái máy rửa mặt nè, em về hàng luôn nha. Mấy chị về nhớ nha, ở trong cái hộp trắng trắng này là nó có cái dây sạc ở trong này nè. Mấy chị giục cái dây sạc này là coi như bó tay luôn á. Ở trong này nó có cái dây sạc nha. Đó, thì đây nè mấy chị, cái nút nguồn ở phía sau nè, cái nút tăng giảm cái độ rung của nó nè mấy chị, nó lên đèn nè. Dạ túi rác đúng không chị Ngọc Kim ơi, với bộ làm vườn. Chị nào mà khách mới nhớ cho em kèm cái số điện thoại nha. Cái máy rửa mặt này mấy chị, bình thường da chị nào mà là da khô thì coi như thì sao cũng được hết trơn ha. Cái da khô thì mình chủ yếu là mình chăm sóc, là mình rửa mặt sạch, với lại là coi như là mình dưỡng ẩm tốt là được. Nhưng mà đặc biệt cái da dầu, cái da dầu, cái nước giặt thì ở thành phố mấy chị tới nhà lấy thì được. Tại vì em đang là tính phân phối cái nước giặt Owell á mấy chị, cái nước giặt đó nó thơm, giặt xả luôn ngay chỗ cái cầu thang á. Cho chị cái canh đó với Nga Ngọc lấy cái canh ngay cầu thang á, để từ từ nước giặt em nói cho mấy chị nghe cái nước giặt nha. Cái máy rửa mặt này là giá 90.000 ha mấy chị. Bình thường á thì coi như vậy á chị Tấn Thúy. Tại vì nói chung là hàng á, hàng em phải lựa hàng, chờ hàng nó về, với lại cái kiểu nó phải, cái kiểu là cái gu của em lựa hàng á. Mấy chị mặc khoảng cỡ chừng 4-5 năm sau, 6-7 năm sau mấy chị mặc lại nó cũng không có bị lỗi mốt. Chứ em không có lựa mấy cái gu mà sến sến sến, tại vì mấy cái gu sến nó lãi lắm. Cái gu sến á là coi như cái gu sến á, mà em không có bán cái gu sến. Nên là hàng bây giờ nó cứ ra mấy cái gu mà hàng Việt Nam mình, nó lên mấy cái gu mà cứ sến xúa ba cái vải thun mà coi như xong rồi màu vàng, màu đỏ, màu xanh rồi tùm lum tà la, rồi kết ba cái ren á. Em không có nhập mấy cái đó về. Cái này giá là 90.000 nha. Chị nào mà da dầu á mấy chị là rất
cần những cái máy rửa mặt này nè, mấy chị biết sao không? Cái cấu trúc của da dầu là cái lỗ chân lông, bản thân của nó là lỗ chân lông nó rất là to. Thì mấy chị cứ hình dung cái lỗ chân lông nó to là nó bị lõm sâu vô trong vậy nè. Khi mà mình rửa mặt á mấy chị, cái tay mình ha, mình chỉ rửa cái bề ngoài thôi, còn cái hố ở trong này nè là mình không có chà sát rửa được ở trong đó. Bắt buộc phải có cái máy rửa mặt, nó có mấy cái đầu lông này mấy chị, nó có mấy cái sợi lông này mình phải. Thì khi mà mình rửa thì những cái sợi lông này á, nó sẽ lọt vô trong những cái khe, những cái lỗ chân lông đó, nó sẽ lấy đi sạch bụi bặm ở trong đó. Thành thử chị nào mà da dầu, em khuyên mấy chị nên mua một cái máy rửa mặt ở trong nhà, dễ lắm. Sáng mình đem mình dậy đúng không, là coi như mình rửa, mình thấm nước hết đều cái mặt đi, rồi mình cho nước ở vô trong cái máy rửa mặt này nè, mình nhỏ một hoặc hai giọt nước sữa rửa mặt lên trên này, rồi bắt đầu mấy chị bật cái rung lên, nó vừa massage, nó kích thích coi như là tạo cái collagen của mình ở dưới nữa đó, mặt sạch lỗ mũi rồi nè đó. Mình rửa trong mấy cái kẽ nữa nè mấy chị, da dầu là coi như cực kỳ cần thiết luôn á. Cái da khô vậy chứ coi như là cái lỗ chân lông đồ nó nhỏ, còn cái da dầu lỗ chân lông nó to, mình phải chăm sóc kỹ một chút nó mới không có bị mụn cám đó. Giá là 90.000 một máy nha mấy chị ơi, 90.000 một máy, máy rửa mặt. Rồi ok mấy chị ha, chị nào chốt máy rửa mặt thì chốt cho em, mấy chị cứ chốt hàng lên. Bên em là cái nào mà hết á, thì em sẽ báo hết. Còn nếu như mà ví dụ mấy chị họ lỡ không nghe tên, hoặc là mấy đứa nó đọc nhỏ quá thì có hàng cho mấy chị luôn nha. Nhưng mà phải nhớ kèm theo số điện thoại cho em. Khách cũ á, thì nếu như mấy chị nhìn thấy mấy cái tên mà hay trùng với mình á, thì mấy chị cho em 4 số đuôi điện thoại. Còn ví dụ như mấy chị ấy á, thì khỏi cần cho cũng được. Còn chị nào mà khách mới á, thì nhớ cho em 4 số đuôi điện thoại nha. Qua lộn, cho em đầy đủ số điện thoại nha. Máy rửa mặt chị nào lấy thì chốt cho em máy rửa mặt ha. Đây. Cái này là như 25.000. Ok chị Bích Ngọc Lữ nha. Dạ rồi ok chị Bích Ngọc Lữ ha. Dạ rồi ok, để từ từ khoảng cỡ chừng vài tháng thử, nó có 1-2 tháng nữa thử nó có ra hàng không. Chứ đầm Quảng Châu em rất là thích mấy cái đầm Quảng Châu á mấy chị. Cái đầm Quảng Châu mà cái loại mà em bán 350 cho mấy chị á, cái hàng đó em nói mẹ em á, cách đây mà mười mấy 20 năm mà bà mua cái đầm đó mà bây giờ bà lôi ra bà mặc vẫn bình thường mấy chị, nó không hề bị lỗi mốt một chút nào hết trơn á. Mình mua đồ là mình phải mua vậy đó. Mấy chị có chụp hình bây giờ xong rồi coi như 10 năm sau mình lôi cái album hình ra, mình thấy những cái đồ mình mặc nó cũng không có quê nữa. Giống như mà ai mà đi chụp hình cưới á, ai mà đi chụp hình cưới á, cứ mặc cái đồ sire màu trắng chụp hình cưới, chụp bộ ảnh cưới cho em bây giờ 5, 7 năm sau, 10 năm sau, càng đơn giản càng tốt, đừng có ren, đừng có bèo, đừng có gì hết trơn á, là coi như là nó cứ nhìn nó cứ không có bị sến. Sau này 10 năm, 20 năm mình nhìn lại cái bộ hình cưới của mình, nó cũng không có bị sến xúa. Em like thảm bếp xong rồi chị Ngọc Nguyễn ơi, lát nữa kết thúc like chị xem lại đầu like giùm em nha. Rồi ở đây là cái treo chổi nè. Phải không thuộc coi như là tụi Trung Quốc á mấy chị. Phải công nhận như vậy. Mấy chị nhìn hộp rồi nè. Xong rồi nó ra đồ như vậy nè. Mà giá của nó chỉ có 25.000 thôi mấy chị. Tẩy lòng giặt còn nha. Dùng sạc pin chị, nó là pin sạc. Nó là pin sạc, chị về chị sạc pin vô ha. Nó là pin sạc. Chị nào lỡ có một cái thì lỡ thêm giùm em nha mấy chị ơi. Hóa đơn đi tỉnh là từ 200.000 trở lên bên em gửi hàng nha. Và phí ship đồng giá là 30.000 nha mấy chị ơi. Cái này em lưu ý cho mấy chị nè, khi về á, mấy chị nhớ là móc cái này vô trước rồi mình hẳn dán cái miếng này. Hoặc là mấy chị nhìn kỹ một xíu, xong rồi mình hẳn dán cái này vô ha. Hẳn dán cái này vô. Chứ để mấy chị mà dán ngược á, là mình gỡ cái lớp keo này ra rồi mình dán lại thì nó sẽ bị hư cái miếng dán này á nha. Đó, cái miếng dán này dụ dán một lần nó ăn chắc lắm, chứ còn mà mình gỡ ra gỡ vô gỡ tới gỡ lui là nó sẽ bị hư cái lớp keo ở phía sau. Cái dán này là giá là 25.000 nha mấy chị ơi. Còn nha chị Miền Nguyễn ơi, ok chị Tấn Thúy nha, lấy 25.000. Cái treo chổi nè. Ê, có cái chổi nào ở đây cho chị mượn không? Đại cái nào cũng được hết trơn. Cái treo chổi nè mấy chị, bám vô một cái là nó tự động nó ăn ở trong này nè. Giá là 25.000 cái treo chổi nha. Cái này tiện lắm luôn á, mình để ở trong toilet á mấy chị, cái chổi lau nhà á. 90, cái máy rửa mặt là 90. Máy rửa mặt là 90 nha. Cái treo chổi nha. Đó,
chị nào mà ví dụ như cái chổi đót ở trong nhà mình quét nhà nè, hoặc là cái chổi lau nhà đồ gì đó mấy chị, thường thường là cái chổi lau nhà mình để nó đây 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 nè, cái chổi này mấy chị đó. Cái này chắc bự quá. Không, không. Cái này bự quá. Cái này bự quá. Không được, được được. Vô được nè. Nhưng mà cái này hơi bự. Cái này là để treo chổi lau nhà thì ok, chứ còn treo cái chổi này thì đúng nó rồi. Hơi bự. Để lau nhà. Treo chổi lau nhà thì ok. Cái này treo chổi là cái này treo chổi lau nhà thì ok, chứ còn mà cái chổi bọc nhựa của mình nó bự quá. Cái chổi đót của mình nó bự quá. Giá là 25.000 nha. Dạ rồi ok, cái set dày đúng không chị Miền Nguyễn? Xuống lấy chị cái chổi lau nhà cho mình. Đó, giá là 25.000. Cái này nó chắc lắm mấy chị. Ở bên này nó có hai cái quai nè. Cái này để treo chổi lông gà, hoặc là mình móc cái khăn mà khăn lau á. Khăn lau bụi rồi đó. Mình có thể mình móc vô trong này cũng được ha. Từ từ để Ngọc nó lấy cái chổi lau nhà lên xong rồi em lấy cho mấy chị coi. Ê, chị Miền Nguyễn đang nói lấy cái loại này đúng không? Loại dày đúng không? Cái loại dày này là giá như... Đây này, cái chổi lau nhà này mấy chị. Cái chổi lau nhà nè. Cái này nó móc cái chổi lau nhà là ok luôn nè. Tại vì cái ấy nó nhỏ. Chắc cực kỳ nha. Đây, em không hề mà coi như mà đụng tới nè, mà nó coi như nó bám chắc luôn nè. Giá là 25.000 mấy chị, treo vậy nó rất là gọn. Treo ở trong nhà tắm hoặc là ở sau cái cửa nhà tắm rồi nó rất là gọn. Thuốc ngứa hả chị? Thuốc ngứa, ngứa làm sao chị ơi? Bị ngứa, ngứa cái gì? Dán tường. Dán tường nào chị? Cái này hay là cái nào? Cả những cái loại miếng dán này nè, nó bám chắc cực kỳ luôn. Nhưng mà với điều kiện cái tường của chị nó phải tốt trước cái đã. Chị dán vô gạch men là bảo đảm nó không bao giờ rớt. Dán vô gạch men ha. Hoặc là tường mà tường sơn, mà sơn tường sơn tốt á. Chứ còn mà mấy chị dán vô mà cái tường mà nó đã sơn qua 2-3 lớp, hoặc là cái tường mà ngày xưa của mình á, mà tường dạng tường vôi á mấy chị, tường mà quét vôi á, thì nó sẽ bị bong luôn. Nó sẽ bị bong luôn cái lớp vôi ra. Chứ còn mà mấy chị dán vô trong cái tường gạch men là em nói nó bám chắc cực kỳ luôn. Bảo đảm không rớt. Đó, giá của cái này là 25.000 nha mấy chị ơi. 25.000 mà nó nằm ở trong hộp được luôn nè. Mấy chị chốt cho em cái này á, là coi như là miếng miếng dán treo chổi đi, cho khỏi bị nhầm với cái set dán tường nha. Miếng dán treo chổi ha mấy chị. Cái này là dán treo chổi, hoặc là mấy chị ghi là treo chổi giùm em cũng được. Cái đồ treo chổi nè. Cái này xài sướng lắm luôn á. Bỏ ở trong cái phòng toilet nha, mấy cái chổi lau nhà mà coi như nó khô mà nó ráo cái phần ở dưới nữa, nó không có bị mất vệ sinh. Miếng dán treo chổi nha. Rồi, chị nào coi lại cái máy rửa mặt đúng không? Đây nè, cái máy rửa mặt nè. Đây. Máy rửa mặt nè. Nó là dùng đồ sạc nha mấy chị ơi. Đây, sạc pin nè. Nó có cái dây sạc cho mình. Cái dây sạc nó nằm ở trong cái hộp trắng trắng này nha. Đó, giá là 90.000 nha mấy chị ơi. 90.000 cái máy rửa mặt. Có nút tăng giảm độ rung đồ đầy đủ hết nha. Dạ rồi, ok chị Thu Hoàng nha. Ok chị Ngọc Mai. Mới hôm bữa mùng 1 em bị bơm một cái đơn hàng. Trời ơi, em buồn hết sức luôn. Mùng 1 mà bơm đơn hàng em sợ lắm luôn á. Trời ơi, làm gì làm. Không biết em có phải mê tín hay không, mà coi như em bị dính tới mấy tháng á. Hai tháng liền á. Mà coi như mùng 1 mà xong rồi bắt đầu là trả hàng rồi. Rồi bơm hàng rồi đó, coi như nguyên cái tháng đó em không có làm ăn cái gì được hết trơn á. Mà không biết phải như vậy không, hay là coi như nó trùng hợp, hay là em mơ tính năm cũng không biết nữa. Mà tự nhiên bị dính 2 tháng là năm ngoái á. Trời ơi, là em sợ gần chết luôn á mấy chị. Biết tháng đó là coi như nhiều khi là không đủ chi luôn á. Ngày hôm qua mùng 1 em cũng vậy, bị dính cái đơn mà coi như ấy đó. Nói thiệt em không biết làm sao thời buổi bây giờ mà sao còn có những người mà coi như bơm hàng.
bơm hàng đến độ mà nhân viên giao hàng nó nói chị ơi, em cho chị thêm một cái số điện thoại và một nick Facebook của bà này nữa. Bà này bà đặt 10 shop á, là coi như là hết 9 shop là bà bơm rồi. Còn một shop là rẻ rẻ tiền cỡ trăm mấy vậy bà lấy thôi. Còn shop nào bà cũng bơm hết trơn á. Mà có hai nick Facebook, có hai nick Facebook, thằng giao hàng đó nó cũng tốt bụng, nó cho thêm một cái nick Facebook và một số điện thoại khác nữa. Nó cho thêm như vậy đó, là coi như để shop bữa sau mà coi như bà có muốn đặt là lưu ý. Em mới hỏi là coi như tại vì coi Facebook thì lại không có thấy hình avatar, là không có biết già trẻ lớn bé làm sao. Tới chừng hỏi cái người giao hàng thì người giao hàng mới kêu là cỡ sồm sồm khoảng cỡ chừng 45-50 tuổi vậy đó. Mà đến cái tuổi đó rồi mà còn đi bơm hàng cái kiểu vậy nữa em không hiểu làm sao luôn. Đây. À coi xà bông giặt đồ hả, cái bình ở đâu? Cái này á, em không thể nào gửi đi tỉnh được nha mấy chị ơi. Em không thể nào gửi đi tỉnh được. Em cái này nè, chị nào không biết là trên coi trên chương trình hãy chọn giá đúng của đài VTV3 mấy chị. Là cái bình này á, là giá niêm yết của nó mấy chị, vô trong siêu thị mấy chị mua đồ là khoảng cỡ 170-180 á. 170-180 á mấy chị. Mà ví dụ như em mà em làm đại lý về á, thì bán thì giá tầm khoảng cỡ chừng 130.000 một bình này thôi mấy chị. 130.000. Rẻ hơn được 50.000 một bình lận. Nhưng mà cái này á, thì em chỉ gửi ở, em chỉ là thành phố Hồ Chí Minh á, ai tới nhà lấy thì được. Ví dụ như lấy một thùng về để cho mình, để dành ở nhà mình giặt á. Chứ còn cái này không thể nào gửi đi tỉnh được, nó nặng lắm. Một bình như thế này là nó nặng tới 4 kg mấy lần. Lít thì nó là 3,5 kg. Cái dung tích của nó là 3,5 lít. Nhưng mà nó có bao bì ở bên ngoài nữa mấy chị. Thì bao bì nữa nó lên cũng phải là 4,5 lít á mấy chị. Cái này là nước vừa giặt xả luôn, nước giặt xả 2-in-1 luôn. Là mình chỉ cần mình đổ cái nước này thôi, mình không có bỏ nước xả vải nữa. Trời ơi, não có vấn đề gì chị? Vẫn có vấn đề mà ở đâu mà coi như chơi, mà coi như đặt hôm đợt trước á, là có lấy một đơn hàng bên em có 100 mấy chục ngàn à. Xong rồi em dặn con Ngọc là ai đặt cái nồi áp suất hay nồi cái nồi gì mà giá trị lớn một chút á, là phải đi cọc cạc hoặc là nhận ấy. Con Ngọc nó đem, nó không chịu, nó kêu là khách quen mà mới có nhận có một đơn mà có gì đâu mà khách quen. Rồi xong rồi đặt tới một cái đơn tới 1,000,000 vậy mà bơm cái đơn đó đó. Em đau khổ dễ sợ luôn mà ngày mùng 1 nữa. Cái này không gửi được đâu chị Kim Thoa ơi, cái này không gửi được đâu, gửi là tiền ship nội, cái tiền ship là nó đã hơn cái tiền mà coi như trên lệch mình ra siêu thị mình mua rồi. Cái bình này mà 3,5 kg là thành 4,5 kg á, 4,5 kg là coi như là đã cái tiền ship mình bù vô là coi như đã ngang cái tiền mà chị ra siêu thị chị mua rồi. Nên cái này là chỉ ở Sài Gòn thôi. Ở Sài Gòn mà ai tới nhà lấy chứ gửi đi gửi cũng không được nữa. Đó, nước OL, nước giặt OL á mấy chị. Trên hãy chọn giá đúng rồi đây nè. Cái giá bán của nó là 180.000 nè, nó có để giá trên này luôn, siêu thị là nó bán theo giá này nè, 180.000. Giặt xả luôn 2-in-1, là mình chỉ không cần bỏ nước xả vải vô, chỉ cần bỏ cái này vô là đồ nó cũng thơm rồi. Đây cái set giặt đồ nè mấy chị. Giá là 85.000 ha. Cái set này nó tới 3 lớp luôn, nó có một cái lớp mút ở phía giữa nữa. Thì cái lớp mút ở giữa này nè, nó giúp cho mấy chị lúc mà mình giặt đồ á, giả sử như có cái đồ nào nó đang bị lem màu á mấy chị, thì coi như cái lớp mút này nè nó cũng hút bớt cái màu đó đi, nó làm cho đỡ lem. Nó sẽ làm đỡ lem hơn. Gửi thành phố Hồ Chí Minh để em nghiên cứu cái bên Grab hoặc là cái bên Ahamu thử, em coi thử nó có gửi kiểu đó được không. Chứ còn mà bên giao hàng tiết kiệm đây nó vẫn tính phí bình thường. Để em coi thử cái Ahamu nó có nhận hàng nặng hay không, chứ hàng quỷ này nó nặng lắm. Hàng này nó nặng lắm. Cái này là nó có 3 màu á, nhưng mà em mới nhập về có cái thùng màu đen này, tại vì cái màu đen với cái màu hồng là nó thơm. Em mới có lấy về để em dùng nè. Là coi như dùng giặt là nó thơm ngát luôn á. Nhưng mà nó nặng quá. Coi như cái này bán là sướng lắm luôn nè mấy chị. Mà mấy chị mua dùng nó cũng rẻ nữa. Mà nghiệt một cái là nó nặng quá đi, thành thử là không có gửi đi được. Rồi. Cái túi này nha mấy chị ơi. Giá là đây nè, một set nó 5 cái. Giá là 85.000 ha. 3 lớp nha. Lớp lưới, lớp mút, rồi tới lớp lưới ở bên trong nữa. Tới 3 lớp lận. Giặt đồ mà mấy chị chịu khó, mấy chị lựa đồ xong mấy chị bỏ trong mấy cái túi giặt này mấy chị giặt á, là coi như là hả, mấy chị ở thành phố mà gửi được có thì ấy, ý là giao tận nhà, chứ còn mà
gửi qua giao hàng tiết kiệm cũng nặng lắm chị, em nổi lắm. Ừ. Ok chị tiếp con nha. Cái này là em nói nha mấy chị, cái này là không có. Không chị ơi, tại vì em bán cái giá này rồi, ở ngoài đó thì sao em không biết, chứ còn ở trong này thì coi như cái giá mà em bán cho mấy chị là 130.000 á, mà bây giờ em bù tiền ship cho mấy chị nữa là không nổi. Mà hàng này đi gửi không có thằng nào nó nhận hàng đâu. Không có thằng nào nó nhận hàng đâu, 4,5 kg mà mấy chị, mà coi như bây giờ mà nếu như tiền ship mà thu mấy chị nữa thì coi như nó bằng với cái giá mấy chị ra siêu thị mua rồi. Còn chị mua ở ngoài Bắc thì nước làm sao đó thì em không có rõ, cái đó em không có rành lắm nha. Cái này là mấy chị ở Sài Gòn thôi, mấy chị ở Sài Gòn mà tới nhà lấy được á, chứ còn mà ví dụ như mà xa quá thì coi như em cũng không có gửi được. Tới nhà lấy á, thì coi như giá là 130.000 một bình. Giá siêu thị là 180.000 nha, giá siêu thị là 180. Mấy chị tới lấy thì 130. Nó là nước giặt xả, có nghĩa là mấy chị dùng cái nước này không còn dùng nước xả luôn. Nó là nước giặt xả 2-1 nha mấy chị ơi. Nước giặt xả 2-1 nè. À, tác dụng 5-1, loại bỏ 9 mùi hôi khó chịu nè, mùi ẩm mốc mùa mưa, quần áo phơi không đủ nắng, quần áo phơi ban đêm, quần áo để lâu chưa giặt nè, các vết dơ, bụi bẩn, mùi mồ hôi, mùi dầu mỡ, mùi khói. Đó, nước giặt xả 2-1. Chị nào tới nhà lấy cái bình đó là 3,5 lít, chị nào tới nhà lấy thì giá là 130.000 một bình. Cái gì em đây, giao gì anh? Giao gì anh? À bên Thành Bưởi đúng không? Ê, ê, có 40.000 không, cho chị mượn 40.000 đi. Có 40.000 không chị? Ê, giúp đi. Thôi mày có 20.000 cũng được, cho chị mượn 20.000 ở đây, chị có 20.000 nè. Gói thuốc tây. 20.000. Đây nè, chị có 20.000 nè. Em có 20.000 nữa hả? Đây đây đây. Cầm đi chút nữa trả lại cho. Không, cái nước giặt này là nước của Owell á chị ơi. Cái này là mã vạch của nó là 893 nha. Nó sản xuất ở mình đó, chứ không phải nó sản xuất ấy đâu. Nó sản xuất ở mình nha, ở Việt Nam mình á. Để em đọc cho nha. Cái này Owell là hàng của mình đó mấy chị, hàng thương hiệu của mình đó, chứ không phải là hàng của Thái hay của gì đâu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Có thành phần nè, hướng dẫn giặt máy, giặt tay nè. Nước giặt đậm đặc Owell nè. Đó, nó của công ty cổ phần phát triển thương mại Hải Phong. Hàng Owell. Ê nè, nặng quá mấy chị ơi. Nó có phân phối ở mấy cái siêu thị Vinmart, rồi siêu thị Copmart có đó. Gửi không được nha mấy chị ơi, gửi không được. Bên em ở Tân Bình, Hồ Chí Minh mấy chị, ở gần nhà thờ Tân Phước á, cái khu mà khu Lữ Gia rồi đó. Có bán cái gì ta, vạt cúp điện. Quạt hả chị? Quạt hả? Quạt cái quạt mà dạng như quạt bàn kia thì em hết hàng rồi. Rồi chị nào lấy cái set giặt đồ 5 món này giá 85.000 thì báo cho em nha mấy chị ơi. Báo cho em. Em có cái hàng loại 2 nữa đó, giá nó rẻ hơn. Mà coi như để hôm nào em gom gom lại xong rồi em sale một lần cho. Cái hàng loại 2, tại vì ở trên mạng á mấy chị, đặt á mà coi như mình không có biết được, nó cũng nói quá trời quá đất luôn mà mình không có biết được. Tới chừng khi mà gửi hàng về rồi á thì lại phát hiện ra là nó lại mỏng mấy chị. Trúng hàng loại 2 thì để hôm nào em sale cái hàng loại 2 cho. Còn cái hàng này hàng loại 1 nè, giá 85.000. Nó 3 lớp, nó dày. Thằng Lữ Hạc đặt hàng Trung Quốc về nó cũng hên xui lắm. Nó trúng hàng loại 1, loại 2. Nên mấy chị cứ thấy mấy cái món mà lạ lạ là em cứ đặt số lượng ít trước, xong rồi em mới cho về số lượng nhiều, chứ đâu có dám mà đặt một lần mà ôm số lượng nhiều về được đâu. Cái lót nồi nè, cái lót nồi nè mấy chị, giá là 15.000 một miếng đúng không nè.
Cái lót nồi nè, chị nào lấy cái lót nồi á, thì chốt cho em cái lót nồi ha. Cái này giá là 15 ngàn một miếng nha. Cái lót này á, mấy chị tiện lắm. Ví dụ như nhà ai mà ít người á, mấy chị xong rồi là 197-43 chị ơi, 197-43 Nguyễn Thị Nhỏ nha, phường 9 quận Tân Bình. 197-43 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9 quận Tân Bình. Hoặc là chị sệt, hoặc là chị sệt nhà thờ Tân Phước. Nhà thờ Tân Phước chị sệt trên Google á, chị sệt như vậy đi. À, Google Map á, chị sệt như vậy xong rồi tới nơi á, chị gọi điện thì em chỉ vô, em chỉ cái hướng vô cho. Thì cái này là cái miếng lót nồi giá là 15 ngàn một miếng nha mấy chị ơi, nó bằng gỗ. Nó bằng gỗ thì cái này nó phù hợp. Dạ rồi, ok cô dựa nha. Mấy cô, mấy chị yên tâm đi, em đưa cái hàng loại 1 cho mấy chị, còn cái hàng loại 2 là để hôm nào em sale giá. Hôm nào em dùng dồn lại nhiều nhiều món gì đó rồi em sale một thể, em sale mấy cái món loại 2 cho, chứ không có bán cái nào là ra cái đó. Mấy chị mua hàng bên em là mấy chị biết mà. Đó, cái miếng lót gỗ này, nó bằng gỗ ha mấy chị. Ở phía dưới này nó có ba cái núm cao su nữa, để khi mà mình để trên bàn, thứ nhất là nó không bị trượt. Cái thứ hai nữa nó không làm trầy cái mặt kiến ở trên cái bàn ăn của mình. Cái này tiện lắm, hay lắm. Mình cứ để vậy ha. Nhà ai mà ít người á, cái nồi cơm điện mà mini nhỏ nhỏ ha, có thể mình bưng luôn cái nồi cơm điện mình để lên. Xong rồi hoặc là ví dụ như mà nhà chị nào mà mấy cái nồi kho cá, cái nồi kho cá đi, ít á, nồi kho cá mà kho tộ mà mình đem mình múc ra dĩa là mình ăn không có ngon rồi. Kho tộ là phải bưng nguyên một cái nồi kho cá ra để hẳn ở trên bàn luôn. Lúc đó ăn nó cái nước mà kho cá nó dịu dẻo quẹo 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 vậy đó. Mình lấy mình ăn cơm nó mới ngon. Đó là mình để trên này nè, xong rồi mình bưng mấy cái nồi đó ra mình lót. Mình để lên trên này, mình ăn là bao ghiền luôn. Cái này là giá là 15 ngàn một miếng nha mấy chị ơi, 15 ngàn một miếng. À, cua dựa ngũ cốc còn đúng không gái? Chưa gửi đi đúng không? Dạ rồi. Dạ để em nghiên cứu cho chị Ánh Sáng ơi, em nghiên cứu mấy cái quạt cho bé đi học cho, đợt trước có về mà hết sạch rồi. Đợt trước có về mà hết sạch rồi. Chị Hiếu Thủy cho em xin số điện thoại với. Giá là 15 ngàn một miếng nha mấy chị ơi, 15 ngàn một miếng. Nó bằng gỗ mấy chị, nó bằng gỗ ha. Bằng gỗ nha. Ở phía dưới là nó có cái ba cái lót cao su này cho mình, để cho nó không có bị trầy, nó không có bị dạ không, nó vừa chứ nó không có bự hơn nữa chị ơi. Nó vừa ngang một cái lòng bàn tay bự nè. Tại vì mình lót dưới cái đáy nồi thôi mà, mình lót ở dưới cái đáy nồi thôi. Có tẩy mới giặt đâu, cho chị mượn cái gói đó coi. Đó, chị nào lấy cái miếng lót nồi thì chốt cho em miếng lót nồi nha. Giá là 15 ngàn một miếng, 15 ngàn một miếng. Đây cái bột tẩy mới giặt nè. Hàng này là hàng của Hàn Quốc nha mấy chị ơi, nhưng mà em nhập từ Việt Nam mình. Tại vì cái hàng này là nhập ở Việt Nam mình giá nó sẽ mềm hơn, bởi vì là nó đi bằng đường container, đường biển đó mấy chị, thì cái phí cước vận chuyển nó sẽ rẻ hơn. Chứ còn mà bình thường mọi khi em nhập mỹ phẩm rồi là em đi bằng đường bay thì giá nó sẽ mắc. Cái gói này thì giá là 45 ngàn một gói ha mấy chị, 45 ngàn một gói, hàng chuẩn cho mấy chị luôn. Nếu như mấy chị phát hiện cái gói này mà là hàng giả, hàng nhái gì thì coi như là tới là em hoàn tiền gấp 10 lần cho mấy chị luôn. Tại vì cái thằng này á, hiện tại bây giờ là em thấy là coi như là nó có hàng giả nhiều lắm luôn á. Cái này nè, cái anh mà nhà phân phối là anh có nói đó. Đó, giá là 45 ngàn một gói. Cái này á nha, mấy chị về, mấy chị giặt bằng cách á, là mấy chị đổ cái gói này vô trong không cô Dựa ơi, tại vì hàng mà đi hàng Đài Loan á, là phải có hướng dẫn viên. Mà bây giờ tất cả các cái tour đó là nó bị ngưng hết rồi, đang mùa dịch đó nó ngưng hết, thành thử không có nhờ người gửi về. Okay, cái hàng Đài Loan á, hàng Đài Loan là con đặt từ hướng dẫn viên luôn. Rồi hàng của Thái Lan mà đi mua mà lắc nhắc chút á, là cũng nhờ hướng dẫn viên luôn. Mà bây giờ không có tour đi, thành thử là không có gửi mua được. Dạ rồi, ok, mấy chị đặt miếng lót nồi rồi là có hàng hết nha. Chị Khang Vy, chị Hiếu Thủy cho em số điện thoại nha. Chị Khang Vy với chị Hiếu Thủy cho em xin số điện thoại, mấy chị còn ở đó không? Ok, chị Nguyễn Hảo nha. Rồi, cái gói vệ sinh lòng giặt nè mấy chị. Gói bột ha, hiện tại là nó có cái viên. Nhưng mà cái viên nó bất tiện cho mấy chị một cái là mấy chị phải kiếm một cái ly hay mấy chị kiếm cái gì đó mấy chị pha. Pha cho nó tan ra xong rồi bắt đầu mình mới đổ cái dung dịch đó vô thì nó hơi bất tiện ở cái chỗ đó. Còn cái gói này thì mấy chị chỉ việc đổ trực tiếp vô trong cái bồn giặt, cái lòng giặt của mình á. Mấy chị đổ trực tiếp vô trong lòng giặt ha. Xong rồi mấy chị bấm ở cái chế độ giặt ngâm cũng được, hoặc là mình bấm chế độ giặt bình thường cũng được. Nếu như máy nào mà có chế độ giặt ngâm á, thì càng tốt. Đó, giặt ngâm.
Thay vì ví dụ như mình bỏ quần áo rồi vô thì bây giờ mình không bỏ quần áo, mình chỉ đổ một cái túi này vô thôi mấy chị. Đó, rồi mình bấm chế độ giặt bình thường hoặc là chế độ giặt ngâm, nhưng mà em khuyên tốt nhất là ở chế độ giặt ngâm ha. Giặt ngâm thì mấy chị để ý cái lúc mà nó xả ra mà cái nước đầu tiên á, nếu như chị nào mà không thường xuyên vệ sinh máy giặt, em nói nó xả ra nó đen như cái nước cống, nó còn hơn cái nước cống nữa đó. Nó đen hin luôn cái lòng giặt của mình á, cái lòng giặt của mình phía bên ngoài nó dơ lắm mấy chị. Mà nếu như mình không vệ sinh thường xuyên á thì cái quần áo của mình khi giặt á thì nó không có được trắng là một. Nó cứ cái kiểu là cái màu, cái mấy cái màu mà màu hồng, đồ mà màu hồng hoặc là màu trắng á, mình mặc á mình cứ nhìn nó giống như cái màu cháo lòng á, nó không có được mới. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị vi khuẩn. Quần áo mình giặt nó không có sạch mà nó còn vi khuẩn ở trong đó đó. Nên là cái máy giặt á mấy chị cứ xuyên thì một tháng mình vệ sinh một lần hoặc là hai tuần mình vệ sinh một lần ha. Giá là 45.000 nha. Cái gói này là hàng của Hàn Quốc nhưng mà em nhập từ Việt Nam mình nha mấy chị ơi. Em nhập ở Việt Nam mình và cam kết mấy chị là hàng đúng hãng luôn. Đó, giá là 45.000 một gói. Nhớ là trút hết một gói luôn nha. 450 này là trút hết một gói, một lần vệ sinh là một gói như vậy. À, sao nãy Ngọc mà kêu cơm gì anh chưa nhỉ? Ủa là đây luôn hả? Cơm chiên hải sản mình để trong đường mà không có nước gì không? Thì khát nước nữa. Hả? Khát nước mà nấu canh. Không xếp tỉnh chịu, nó nặng lắm. Nó nặng lắm, một bình của nó 4,5 kg lận. Nó nặng lắm, không có xếp tỉnh được. Đúng rồi chị, một lần vệ sinh máy giặt là hết một gói luôn. Nhưng mà ví dụ như mấy chị nào mà có cái chế độ giặt ngâm thì tốt nhất là mấy chị giặt ngâm. Còn nếu như mà mấy chị máy mà không có chế độ giặt ngâm, thường thường máy giặt có chế độ giặt ngâm hết chứ, đúng không? Thì mấy chị nào mà không có chế độ giặt ngâm thì mình giặt bình thường. Nhưng mà thay vì bình thường mình giặt thì mình bỏ quần áo vô. Bây giờ mình không bỏ quần áo, mình chỉ đổ cái bột đó vô thôi rồi bấm giặt thôi, là nó sẽ tự vệ sinh cho mình ha. Rồi cái máy xay sinh tố em về hàng luôn rồi nha mấy chị ơi. Máy xay sinh tố em về hàng luôn rồi nha. Cái máy xay này nó tiện lắm lắm luôn á. Nó tiện lắm lắm luôn á. Đó, nó nhỏ xí như vậy nè. Nó nhỏ như vậy nè. Thì cái này nó giống như cái ly ha mấy chị. Cái lưỡi xay của nó nè. Đó, chị nào mà muốn xay bơ, xay xoài, sinh tố bơ, sinh tố dâu, sinh tố cà chua thì mấy chị cứ sắc nó coi như là cái kiểu là hơi bổ câu. Ví dụ cà chua thì mình bổ câu hoặc mình sắc nhuyễn nhuyễn một chút. Đó, mình bỏ vô trong này rồi mình có thể mình chế sữa tươi. Chị nào mà sợ mập á, thì mình chế cái sữa tươi mà ít đường á. Tại vì sữa tươi không đường á, thì nó lạc quá, nó khó uống. Thì mấy chị có thể chế sữa tươi ít đường của Trumilk hoặc là của Vinamilk á. Sữa tươi ít đường á, mấy chị chế vô là mấy chị uống thấy nha cô Dừa ơi. Mấy chị đặt hàng là có hàng á, thành thử là mấy chị cứ chốt cho em. Nhưng mà phải nhớ cho em số điện thoại. Chốt lớn lớn lên xíu. Thì cái này đó, giá là 280.000 cái máy xay sinh tố nha. Cầm tay gọn trơn okay, luôn mấy chị. Bình thường nhà chị nào coi như là cũng có cái máy xay lớn hết. Nhưng mà cái máy xay lớn thì coi như là nhiều khi mình lười. À dạ, tại vì hàng về nhiều quá nên em phải like. Lát nữa 2 giờ em lên like tiếp nữa đó mấy chị ơi. Lát nữa đúng 2 giờ em cũng lên like lại nữa đó nha. Đó, thì cái bình này là giá ha. Cái máy xay sinh tố này thì giá là 280.000. 280.000 ha mấy chị. Có cái máy xay này nè, em bảo đảm mấy chị là coi như là uống sinh tố hàng ngày luôn á. Để ở trên phòng á, nhà chị nào mà ví dụ như trong phòng ngủ mà có cái tủ lạnh ở trong đó đó mấy chị, để cái bình này hẳn ở trong phòng luôn, là coi như uống hàng ngày luôn. Cứ mua sinh tố về chuối rồi gì đó là bỏ vô là coi như xay hàng ngày luôn. Mấy đứa nhỏ nhà em là tự nó lấy, tự nó xay được luôn á. Đó, rồi mình xay xong rồi mình mở cái nắp ra mình uống ực một phát cái là xong. Mang lên trên công ty đồ gì cũng dễ nữa. Giá là 280 cái máy xay nha, cái công suất nó cũng mạnh. Rồi, thôi em coi cái này. Găm điện trực tiếp chị ơi. Máy xay bình thường á, nhưng mà nó là dạng mini thôi.
găm điện trực tiếp mấy cái máy á, tại vì cái loại đó nó có cái máy xay mà dùng pin nữa, nhưng mà mấy chị đừng có mua cái máy xay dùng pin về, mấy chị xài á, mấy chị xay nó yếu lắm. Mấy chị xài nó yếu lắm. Máy xay lại tại vì mình cần cái công suất nó mạnh, cần cái tốc độ quay nó mạnh, thành thử bắt buộc là mấy chị phải dùng điện nó mới mạnh được. Chứ mấy chị đừng có mua cái loại dùng pin. Ở trên mạng hiện tại là bây giờ nó có cái loại dùng pin đó, nhưng mà cái loại dùng pin là về mình xay là nó yếu lắm. Nó không có mạnh bằng mấy cái máy này. Dạ rồi, ok chị Duy Nguyễn nha. Hóa đơn đi tỉnh là từ 200 ngàn trở lên bên em mới gửi hàng cho mấy chị, và phí ship đồng giá tỉnh là 30 ngàn nha. Bây giờ em kết thúc live ăn cơm một xíu, đúng 2 giờ là em lên em live tiếp nha mấy chị ơi. Đúng 2 giờ là em lên em live tiếp nha. Hàng có nhiều món lắm mấy chị, đừng có bỏ qua, bỏ qua là uổng đó. Hả? Rồi em kết thúc live một xíu nha mấy chị ơi, bye bye mấy chị nha.